Nô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 556. Nhậm Phi Phàm nghĩ đo một cái, Diệp Thần muốn đi Nam Châu Thiên, theo kiếm Bắc giới mượn đường, việc này họa phúc cắt hung, hắn còn không có nhìn thấy rõ ràng, chỉ cần cẩn thận suy tính một phiên. Thiên Pháp Lộ Nguyệt nói tốt, vậy ta chờ ngươi, muốn đi Nam Châu Thiên, chỉ có biện pháp này, chỉ có thể theo kiếm Bắc giới mượn đường, thông qua kiếm Bắc giới truyền tống trận truyền đi. Nhậm Phi Phàm gật gật đầu, liền cáo từ rời đi, can hệ trọng đại, hắn cần muốn cân nhắc một ngày, mới có thể đưa ra chính xác trả lời chắc chắn. Đêm đó, Thiên Pháp Lộ Nguyệt ở tại Diệp Thần hành cung bên trong, hai người rất là thân mật triền miên một phiên, chờ đến ngày thứ hai sáng sớm, bỗng nhiên, bên ngoài truyền đến một tiếng kinh thiên gầm rú, như dã thú gào thét, đem trong lúc ngủ mơ Diệp Thần cùng Thiên Pháp Lộ Nguyệt, đều đánh thức. Thanh âm gì? Thiên Pháp Lộ Nguyệt chấn động. Chỉ cảm thấy dã thú kia gầm rú, mang theo kinh thiên uy năng, chấn nhân tâm phách, vang vọng toàn bộ luân hồi tinh giới, mây gió đất trời rung chuyển, thiên sơn vạn khe, chim muông kinh bay. Là, chấm, mạt lị, hỏng bét. Diệp Thần sắc mặt đại biến, cảm thấy không ổn, vội vàng mặc quần áo vào, vội vàng ra cửa, hướng về tinh không thần trì chạy đi. Thiên Pháp Lộ Nguyệt cũng vội vàng không mặc y phục đuổi theo ra đi, tinh không thần trì ngay tại Diệp Thần hành cung phụ cận. Hai người vừa ra khỏi cửa liền chạy tới. Hôm qua, gia Diệp Thần đem tiểu Mạt Lị an đốn đến tinh không thần trì, để cho nàng an dưỡng thân thể, cũng phái mấy cái thị nữ thiếp thân hầu hạ nàng. Nhưng bây giờ, chỉ thấy mấy cái kia thị nữ, đã toàn bộ trọng thương thổ huyết ngã xuống đất, các nàng vô cùng hoảng sợ nhìn xem tinh không thần trì. Diệp Thần con mắt nhìn đi qua, liền thấy vô cùng hùng vĩ một màn, tinh không thần trì năng lượng nổ tung. Từng sợi thiên đế khí sục sôi trùng thiên, mạnh mẽ chiến ý, sát ý, cừu hận, oán niệm các loại mãnh liệt cảm xúc, cùng cái kia từng sợi thiên đế khí, xen lẫn hỗn hợp thành một tôn to lớn chiến hồn pháp tướng. Này đạo chiến hồn pháp tướng, không ngừng bành trướng, oanh long long lớn mạnh, xen lẫn thiên địa phong lôi thanh âm, rất nhanh liền bành trướng đến vạn trượng cao, đó là một tôn bất khuất chiến thần, bắp thịt cuồn cuộn, lực lượng hùng tráng, tóc dài rối tung, hai mắt mang theo trọng đồng dị tượng. Quanh thân thần quang chạm nhiên. Trời ạ, là đấu chiến thần. Luân hồi mộ địa bên trong, đúc tinh long thần trực tiếp đã bị kinh động, nhìn xem này tôn to lớn chiến hồn pháp tướng, phát ra hãi dị tiếng kinh hô. Này chiến hồn pháp tướng, lại có thể là đấu chiến thần bộ dáng. Vạn trượng cao chiến hồn pháp tướng, hết thảy năng lượng đầu nguồn gốc từ phía dưới một cái tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài thân thể non nớt, trên đỉnh đầu lại thiên đế khí dâng lên. Không ngừng có oán niệm cùng chiến ý sát ý bay lên, cuối cùng hội tụ ra đấu chiến thần chiến hồn pháp tướng. Tiểu nữ hài tự nhiên là tiểu Mạt Lị, nàng biểu lộ vô cùng trống rỗng bao la mờ mịt, tựa như đầu gỗ, tựa hồ cũng không biết mình trên thân, xuất hiện kinh khủng bực nào dị tượng. Đấu chiến thần linh hồn, tại tiểu Mạt Lị trên thân hiển linh bên trên, hiển hóa ra vạn trượng cao chiến hồn pháp tướng, rung động toàn bộ luân hồi tinh giới, kinh thiên động địa. Ta một đời chiến thần. Lại chịu như thế cầm tù. Là ai, tại giam giữ ta? Là ai, mong muốn tước đoạt linh hồn của ta? Đấu chiến thần phát ra kinh thiên chiến giống, bất khuất như lôi nộ, toàn thân kinh lôi nổ tung, hắn vành mắt tận nứt, đôi mắt mang theo phẫn nộ cừu hận, quan sát phía dưới Diệp Thần. Là ngươi, luân hồi chi chủ. Ngươi hủy nhục thể của ta, còn muốn tước đoạt linh hồn của ta. Diệp Thần bị đấu chiến thần chiến tiếng giống, chấn động đến đầu vang ong ong. Đấu chiến thần ngửa mặt lên trời gào to nói, ta chiến thần gia tộc con dân, nghe ta hiệu lệnh, mau tới giới này, giúp ta diệt sát luân hồi. Ta đấu chiến thần yên lặng ngàn tỷ thế, hôm nay quay về thế giới, con dân của ta ở đâu? Mau tới trợ chiến. Hắn thế mà phát ra triệu hoán hắn hậu nhân, con dân của hắn, toàn bộ chạy đến luân hồi tinh giới, diệt sát Diệp Thần. Tại tiếng gọi hạ xuống về sau, đấu chiến thần xuất thủ trước. Một cái đấu chiến thắng quyền, giữa trời bạo sát mà xuống, mang theo không cách nào hình dung kinh thiên uy thế, trực đánh phía Diệp Thần. Diệp Thần chấn động, bên người Thiên Pháp Lộ Nguyệt, vội vàng lôi kéo hắn lui lại. Hô! Thiên Pháp Lộ Nguyệt lại vội vàng bày ra thiên cung xếp mai tay, đón đỡ đấu chiến thần nắm đấm, bất quá vội vàng ở giữa nghênh địch, nàng cũng là có chút điểm chật vật. Mà ở thời điểm này, một bàn tay lớn che trời, mang theo siêu việt thiên đế khủng bố uy thế. Còn có bàng bạc luân hồi uy áp, theo trên bầu trời nghiền ép xuống tới, oanh một tiếng,
liền đem đấu chiến thần chiến hồn pháp tướng, đánh cho sụp đổ tiêu tan, triệt để tan biến. Ngô! Tiểu Mạt Lị kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng chảy ra máu tươi, non nớt thân thể ngã vào bên cạnh ao. Trên bầu trời, xuất hiện một đạo vô cùng sáng chói thân ảnh, chính là Nhậm Phi Phàm. Vừa mới hắn chỉ nhất kích, liền nghiền ép đấu chiến thần chiến hồn pháp tướng, có thể nói vô địch, dù sao cũng là tại luân hồi tinh giới, ngoại trừ tự thân siêu phẩm thiên đế lực lượng bên ngoài, hắn còn có khả năng điều động luân hồi lực lượng. Cũng may mà Nhậm Phi Phàm ra tay, đấu chiến thần chiến hồn pháp tướng, mới không có bừa bãi tàn phá, tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Nhưng lần này không có việc gì, lần sau đâu. Nhậm Phi Phàm ánh mắt phức tạp, nhìn Tiểu Mạt Lị, thân thể chậm rãi từ không trung hạ xuống tới. Nhậm tiền bối. Diệp Thần đi ra phía trước. Nhậm Phi Phàm tầm mắt còn tại Tiểu Mạt Lị trên thân, cau mày nói, cô bé này, nhất định phải tốt dễ xử lý, bằng không, quá nguy hiểm. Diệp Thần ừ một tiếng, cũng thấy tình thế nghiêm trọng. Lúc này, Tiểu Mạt Lị u tỉnh lại, Diệp Thần đi qua ôm lấy nàng. Mạt Lị ngơ ngác nói, Lá Thần ca ca, ta có phải hay không gặp rắc rối rồi? Nàng nhìn chung quanh rừng cây đều bị di bình, hôm qua hầu hạ thị nữ của nàng nhóm, cũng toàn bộ ngã xuống đất không dậy nổi, nội tâm của nàng liền một hồi khủng hoảng, mắt đục đỏ ngầu, vội vàng nói. Thật xin lỗi, Lá Thần ca ca, ta một đầu đau nhức phát tác, liền sẽ gặp rắc rối. Diệp Thần thở dài một tiếng, vỗ nhẹ nhẹ lấy phía sau lưng nàng, nói, không sao, không có chuyện gì, ta sẽ nghĩ biện pháp xử lý. Dừng một chút, Diệp Thần liền nhìn về phía Thiên Pháp Lộ Nguyệt cùng Nhậm Phi Phàm, nói, xem ra, nhất định phải nhanh mang Mạt Lị đi Nam Châu Thiên, chúng ta luân hồi trận doanh, không có cách nào thích đáng an trí nàng. Tiểu Mạt Lị nghe, càng là khủng hoảng, nói, Lá Thần ca ca, người không cần ta nữa sao? Diệp Thần vội nói, không là, là, nghĩ tìm một chỗ, chỉ ngươi đau đầu. Tiểu Mạt Lị không nói, sợ hãi lo lắng đến lợi hại, toàn thân đều đang run lên. Diệp Thần bất đắc dĩ, gọi tới chi phối tôi tớ, trước thu xếp tốt Tiểu Mạt Lị, sau đó cùng Nhậm Phi Phàm, Thiên Pháp Lộ Nguyệt trở về hành cung bên trong. Ba người trở lại hành cung bên trong, Thiên Pháp Lộ Nguyệt trực tiếp hỏi. Nhậm Phi Phàm, suy tính được như thế nào? Nhậm Phi Phàm móc ra một cái lưu ly bình, trong bình tràn đầy máu, hắn thản nhiên nói, này chút máu đầy đủ sao? Đem cái bình ném cho Thiên Pháp Lộ Nguyệt, bên trong đến độ là hắn máu. Siêu phẩm thiên đế máu. Thiên Pháp Lộ Nguyệt tiếp nhận cái bình, nhìn kỹ một chút, tầm mắt sáng lên, nói, đầy đủ. Này chút máu cầm lấy đi đưa cho Tinh Hải Công, hắn khẳng định rất hài lòng, muốn thu mua hắn là đầy đủ, ha ha, bất quá mở ra truyền tống trận cần thiết tài nguyên. Còn cho chúng ta ra. Nhậm Phi Phàm nói, cái kia cũng không sao, chuyện nhỏ. Hắn đem chính mình máu giao ra, liền biểu thị đồng ý Diệp Thần đi kiếm Bắc giới, theo kiếm Bắc giới mượn đường đi tới Nam Châu Thiên. Tiểu Mạt Lị trong cơ thể năng lượng, thực sự quá bất ổn định, liền Nhậm Phi Phàm đều không có cách nào xử lý thích đáng, nếu là nàng thường xuyên đau đầu mất khống chế, chính nàng cũng có thể là lâm vào sụp đổ, chỉ có mang nàng đi Nam Châu Thiên nhìn một chút. Thiên Pháp Lộ Nguyệt nói, người suy tính cắt hung, lại suy tính đến như thế nào? Nhậm Phi Phàm lắc lắc đầu nói, không quá lạc quan, ta máu, chỉ có thể thu mua Tinh Hải Công một người, ngươi đều nói rồi, kiếm Bắc giới có hai vị trấn thủ người, ngoại trừ Tinh Hải Công bên ngoài, còn có một vị khô kiếm si. Mong muốn mượn đường, gọi bọn hắn mở ra truyền tống trận, cái kia dù sao cũng phải muốn khô kiếm si đồng ý. Thiên Pháp Lộ Nguyệt nói, cái kia khô kiếm si tay cầm một đoạn cành khô làm kiếm, điên điên khùng khùng, không thể nói lý, Tinh Hải Công còn có thích rượu như mạng nhược điểm có khả năng lợi dụng, nhưng này khô kiếm si, vậy thì thật là khó chơi a. Năm đó chỉ có thiên tổ có thể ra lệnh cho hắn. Mong muốn hắn đồng ý mở ra truyền tống trận, đó là tuyệt đối không thể nào, chúng ta nhất định phải tránh đi hắn. Nàng chuyển nói với Diệp Thần, ta hôm nay trước giúp ngươi liên lạc Tinh Hải Công. Ngày mai ngươi liền lập tức xuất phát. Diệp Thần nói, cần ta che giấu tung tích sao? Thiên Pháp Lộ Nguyệt lắc đầu nói, giấu không được, ngươi là thiên tổ tiên đoán bên trong người, kiếm Bắc giới là thiên tổ thất giới một trong, bên trong cũng có mộ táng cung phân bộ, ngươi cái này luân hồi chi chủ, bọn hắn nhất định có thể nhận ra, nhân quả quá lớn. Ngươi đi đến kiếm Bắc giới về sau, đừng đi tuyệt mệnh kiếm vực là được, tuyệt mệnh kiếm vực là khô kiếm si địa bàn, hắn tại vực nội.
Tinh Hải Công tại vực ngoại, các trưởng một phương. Chỉ cần ngươi không bước vào Tuyệt Mệnh kiếm vực, liền sẽ không cùng Khô Kiếm Si một phái kia người gặp mặt, sự tình liền dễ xử lý. Diệp Thần trái tim đột nhiên nhảy một cái, nói Tuyệt Mệnh kiếm vực, nơi này có gì đặc thù. Đang nghe Tuyệt Mệnh kiếm vực bốn chữ lúc, Diệp Thần liền có một loại thiên cơ xúc động cảm giác, này Tuyệt Mệnh kiếm vực, tựa hồ không đơn giản. Thiên Pháp Lộ Nguyệt nói, Tuyệt Mệnh kiếm vực, đó là Tuyệt Mệnh thiên kiếm vị trí, thiên tổ thất giới đều cầm có thiên tổ lưu lại thánh vật, kiếm bác giới nắm giữ thánh vật, chính là Tuyệt Mệnh thiên kiếm, đó là thiên đấu sát thần đã từng binh khí, là thiên tổ tự tay chế tạo. Diệp Thần chấn động, nói thiên đấu sát thần binh khí. Khó trách hắn nghe được Tuyệt Mệnh kiếm vực thời điểm, sẽ có xúc động lớn như vậy, nguyên lai chỗ kia, lại có lấy thiên đấu sát thần đã từng binh khí. Thiên Pháp Lộ Nguyệt nói, đúng vậy, năm đó thiên tổ đầu tiên là chế tạo thiên pháp đạo luật cùng huyết đồ phá quân thương, huyết đồ phá quân thương sinh ra về sau, thiên đấu sát thần động dung, nguyện ý xuất ra hắn hết thảy tài nguyên, tới đổi thanh thương này. Bất quá khi đó, thiên tổ đã đem huyết đồ phá quân thương, ban cho huyết đồ xương tiện nhân kia. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hắn vì chiếu cố thiên đấu sát thần, lại ngoài định mức chế tạo ra một kiện thần binh lợi khí, mặc dù không thể cùng huyết đồ phá quân thương so sánh, nhưng cũng là đỉnh cấp thần binh, chính là cái kia Tuyệt Mệnh thiên kiếm. Thiên đấu sát thần đạt được Tuyệt Mệnh thiên kiếm về sau, 10 điểm yêu quý, từng dùng cái này kiếm sát phạt vạn giới, chảm diệt chư thiên ma thần, này kiếm đạt được hắn tinh thần linh khí sát ý quán chú, lại từng săn giết muôn vàn ma thần. Đã nghịch thiên tuế biến, cuối cùng chân chính phong mang sát phạt, thậm chí so với huyết đổ phá quân thương, còn lợi hại hơn một chút. Càng về sau, thiên đấu sát thần đạo pháp ngày càng tinh tiến, đã đi đến trong tay không có kiếm, trong lòng có kiếm cảnh giới, không cần lại dựa vào thần binh lợi khí biểu lộ ra phong mang, liền đem Tuyệt Mệnh thiên kiếm trả lại cho thiên tổ, đổi lấy một chút thế giới chân tướng bí mật. Thiên tổ lại đem thanh kiếm này, ban cho kiếm bác giới, làm trấn thủ thánh vật. Diệp Thần nghe xong Thiên Pháp Lộ Nguyệt, trong lòng tự nhiên sinh ra một cỗ hướng tới, nói Tuyệt Mệnh thiên kiếm, thiên đấu sát thần làm đã dùng qua binh khí, ta cũng muốn đi chiêm ngưỡng một phiên. Thiên Pháp Lộ Nguyệt vội vàng cảnh cáo nói, ngàn vạn không thể. Người đi đến kiếm bác giới về sau, ngàn vạn không thể tới gần Tuyệt Mệnh kiếm vực, người bây giờ khẩn yếu nhất, liền là theo kiếm bác giới mượn đường đi Nam Châu Thiên. Đến mức chiêm ngưỡng Tuyệt Mệnh thiên kiếm, có thể chờ sau này hãy nói. Dù sao Khô Kiếm Si một phái kia, bọn hắn chưa hẳn hoan nghênh ngươi. Diệp Thần nghĩ thầm cũng thế, đành phải bất đắc dĩ gật đầu nói, vậy được rồi, ta biết. Thiên Pháp Lộ Nguyệt nói, cứ như vậy định, người trước thay ngươi liên lạc Tinh Hải Công. Thương nghị cố định, Thiên Pháp Lộ Nguyệt lập tức viết một lá thư, phát đi kiếm bác giới, cùng Tinh Hải Công liên lạc, thỉnh Tinh Hải Công mở ra truyền tống trận, trợ Diệp Thần đi tới Nam Châu Thiên. Thù lao là nhậm phi phàm siêu phẩm thiên đế máu, thế gian không có so siêu thiên đế huyết tốt hơn cất rượu tài liệu. Ban đêm, Thiên Pháp Lộ Nguyệt thu vào hồi âm, nàng xem xong hồi âm về sau, mặt mũi tràn đầy ý mừng, liền hướng Diệp Thần nói. Tốt, Diệp Thần, Tinh Hải Công đã đồng ý, ngày mai ngươi liền mang theo nhậm phi phàm máu, chính là lễ vật giao cho hắn, hắn sẽ giúp ngươi mở ra truyền tống trận, đưa ngươi đi Nam Châu Thiên. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ. Kiếm bác giới không phải Tinh Hải Công một người định đoạt, còn có một vị khác chấn thủ người Khô Kiếm Si, người bất kể như thế nào, đều không thể tới gần Khô Kiếm Si lãnh địa, cũng chính là cái kia Tuyệt Mệnh kiếm vực, biết không? Diệp Thần nói, biết. Thiên Pháp Lộ Nguyệt lại trịnh trọng nhắc nhở, Tuyệt Mệnh thiên kiếm cắm ở Tuyệt Mệnh kiếm vực bên trong, có vạn trượng cao, nguy nga hùng vĩ, vô cùng chói mắt, nhưng người xem đều không thể nhìn nhiều vài lần, nhớ lấy, nếu như người nhìn nhiều mấy lần, bại lộ thiên cơ. Khô Kiếm Si một phái kia người, tuyệt đối sẽ ra tới làm khó dễ ngươi. Diệp Thần trong lòng run lên, nói tốt, ta nhớ kỹ, ta sẽ cẩn thận. Thiên Pháp Lộ Nguyệt gật gật đầu, lúc này mới giải sầu, lại u nói, ngày mai ta cũng gần như nên trở về đạo tông. Diệp Thần cười ôm nàng nói, vậy tối nay chúng ta mới hảo hảo họp gặp. Xuân tiêu khổ ngắn, vui thích thời gian, luôn là trôi qua đặc biệt nhanh. Trong nháy mắt, liền đến ngày thứ hai, Thiên Pháp Lộ Nguyệt đem Tinh Hải Công hồi âm, giao cho Diệp Thần, lại nói cho hắn biết kiếm bác giới tọa độ, cuối cùng lại dặn dò vài câu, liền cáo từ rời đi. Diệp Thần nhìn xem Thiên Pháp Lộ Nguyệt rời đi, hơi có chút thất vọng mất mát. Lắc đầu,
Diệp Thần thần tâm thu lại, hiện tại chuyện trọng yếu nhất, tự nhiên là mang Tiểu Mạt Lị đi Nam Châu Thiên. Hắn tới đến Tinh Không Thần Trì, tìm tới Tiểu Mạt Lị, nói, Mạt Lị, ta mang ngươi đi một nơi, Ngô. Có lẽ có thể trị ngươi đau đầu. Mạt Lị vui vẻ, nói, thật sao? Diệp Thần cười nói, ta dẫn ngươi đi xem đi. Mạt Lị vỗ tay nói, tốt. Nàng biết mình đau đầu chứng phát tác, liền sẽ gặp rắc rối, trong lòng cũng áy náy cực kỳ, nếu như có thể có chữa trị khả năng, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn. Diệp Thần liền nắm Tiểu Mạt Lị, từ biệt Nhậm Phi Phàm, liền trực tiếp khóa chặt kiếm Bắc giới tọa độ, gọi ra Chu Tước, cùng Tiểu Mạt Lị đạp lên Chu Tước, phá không mà đi. Lúc này Diệp Thần, có thể nói là Tiểu Mạt Lị hải đăng, hắn nắm nàng, nội tâm của nàng liền yên ổn, sẽ không đau đầu, cũng sẽ không có lực lượng mất khống chế nguy hiểm. Mà vì phòng ngừa nàng lực lượng mất khống chế, Diệp Thần cũng không tiện đưa nàng an đốn đến Luân Hồi Thiên Quốc bên trong đi, nhất định phải tùy thân nắm. Rất nhanh, Diệp Thần cứ dựa theo thiên pháp lộ nguyệt cho tọa độ, đi tới kiếm Bắc giới. Nơi này luận phương vị, tại Thương Linh Dược giới phía Bắc. Ban đầu, thiên tổ chế tạo thất giới, là bảo vệ Thương Linh Dược giới, dùng thất giới là trận nhãn, Thương Linh Dược giới làm hạch tâm, sau đó bố trí Luân Hồi Đạo Thiên Môn. Nếu như Luân Hồi Đạo Thiên Môn có thể chế tạo ra đến, dưới trướng hắn đệ tử, là có thể dễ dàng tiến vào tinh không bỉ ngạn. Bất quá cuối cùng thiên tổ đột nhiên giải tán mộ táng cung tổng bộ, sau đó mất tích không thấy, sự bố trí này Luân Hồi Đạo Thiên Môn kế hoạch, cũng triệt để mắc cạn. Ban đầu thời điểm, kiếm Bắc giới có thể nói là Thương Linh Dược giới phiên thuộc, Tinh Hải Công, Khô Kiếm Si đều muốn nghe thiên pháp lộ nguyệt hiệu lệnh, nhưng bây giờ là riêng phần mình độc lập. Trước kia kiếm Bắc giới có mộ táng cung phân bộ, nhưng theo thiên tổ giải tán tổng bộ, kiếm Bắc giới chỗ phân bộ cũng đi theo giải tán, hiện nay cái thế giới này, là hoàn toàn độc lập thế giới, nhưng thiên tổ vĩ đại, không người có thể quên mất. Mặc kệ là Tinh Hải Công một phái kia, vẫn là Khô Kiếm Si một phái kia, tất cả mọi người, đều còn tại tế tự thiên tổ, khẩn cầu lấy có một ngày, thiên tổ có thể một lần nữa trở về. Diệp Thần mang theo Tiểu Mạt Lị, đi vào kiếm Bắc giới bên ngoài, chỉ thấy nơi này có không ít cường giả tuần tra thủ hộ, đều là Tinh Hải Công một phái kia người, sớm biết được tin tức, biết Diệp Thần muốn tới, cho nên bọn hắn vừa nhìn thấy Diệp Thần tới, lập tức nổi lòng tôn kính, dồn dập khom mình hành lễ. Tham kiến Luân Hồi Chi Chủ, Luân Hồi Chi Chủ Pháp Giá Quang Lâm, ta kiếm Bắc giới rồng đến nhà tôm. Xem bọn hắn cung kính bộ dáng, liền biết thiên pháp lộ nguyệt khẳng định sớm chuẩn bị tốt. Diệp Thần khách khí chắp tay một cái nói, chư vị hữu lễ. Tiểu Mạt Lị trốn ở Diệp Thần đùi đằng sau, ngó giáo giác nhìn xem, có chút sợ người lạ. Một cái trấn thủ người nói, lão tổ ở bên trong chờ lâu nay, Diệp đại nhân, mời. Diệp Thần gật gật đầu, liền nắm Tiểu Mạt Lị, tiến vào kiếm Bắc giới bên trong. Này kiếm Bắc giới, nếu như theo vùng trời nhìn xuống, chính là một cái vòng tròn đồng tâm thế giới, tâm cắm một thanh cự kiếm. Đằng đằng sát khí, chính là thiên đấu sát thần ngày xưa binh khí, tuyệt mệnh thiên kiếm. Tuyệt mệnh thiên kiếm kiếm khí bao trùm địa phương, là bên trong tròn, tán dương mệnh kiếm vực, bên ngoài tròn thì là vực ngoại, diện tích so với tuyệt mệnh kiếm vực lớn không chỉ gấp 10 lần. Tuyệt mệnh kiếm vực có thể xưng tuyệt địa, tràn ngập đủ loại hỗn độn sát khí, một mảnh khói mù, mà tại vực ngoại, thì là sơn thanh thủy tú, linh khí thanh huyền, một bộ thiên cung thánh cảnh bộ dáng. Nhưng Diệp Thần biết, tuyệt mệnh kiếm vực mới là kiếm Bắc giới chân chính hạch tâm địa phương. Này tuyệt mệnh kiếm vực, do Khô Kiếm Si trưởng khống. Kiếm Bắc giới một vị khác trấn thủ người, Tinh Hải Công, thích rượu như mạng, mỗi ngày liền là bầy nát nằm ngửa uống rượu, cũng không cùng Khô Kiếm Si tranh đoạt tuyệt mệnh kiếm vực này loại hạch tâm địa bàn, chỉ ở sơn thanh thủy tú vực ngoại tiêu giao khoái hoạt. Diệp Thần tiến vào kiếm Bắc giới, liền thấy đại địa trên vùng quê, trồng đầy cao lương, lúa mì, gạo. Còn thật nhiều dược liệu, đều là Tinh Hải Công dùng tới cất rượu cây trồng, trong gió truyền đến đủ loại cỏ cây mùi thơm ngát, còn có thanh tửu thuần hương. Một tòa tòa thôn trang tử quán, tại trên vùng quê liên miên vô tận, rất nhiều người đang bận rộn lấy cất rượu, Tinh Hải Công thích rượu như mạng, dưới trướng hắn đệ tử, uống người nhiều, võ giả thiếu, toàn bộ vực ngoại bầu không khí một mảnh an lành an nhạc, bầu trời mãi mãi cũng là ngói lam màu sắc, phong thanh không khí sảng khoái. Nhưng Diệp Thần nhìn về phương xa, lại thấy vô cùng kinh khủng cảnh tượng, một thanh cự kiếm sừng sững tại trong thế giới, có vạn trượng cao, xuyên thẳng chân trời, thân kiếm toàn thân lượn lờ lấy từng tầng một hỗn độn,
u ám, tinh hồng sương mù, ẩn chứa vô tận sát lục ý niệm. Mãnh liệt kinh khủng kiếm ý, tràn ngập bốn phía, đem cự kiếm trong phạm vi ngàn dặm thế giới, hóa thành một mảnh bị hỗn độn cùng khói mù bao phủ ác địa. Cái kia phạm vi ngàn dặm thế giới, liền là vực nội, là tuyệt mệnh kiếm vực, cái kia nắm cự kiếm chính là tuyệt mệnh thiên kiếm, thiên đấu sát thần đã từng làm đã dùng qua thần binh. Thanh kiếm này kiếm ý, là khủng bố như thế, đã ảnh hưởng tới thiên địa khí tượng, tuyệt mệnh kiếm vực bên trong bầu trời, mây đen giăng kín, oanh tiếng sấm ầm ầm rung động, từng tầng một vòng xoáy giống như mật vân, không ngừng xoay tròn lấy. Như vậy tựa như tận thế cảnh tượng, thậm chí nhường Diệp Thần nhớ tới hắc ám biên hoang. Toàn bộ kiếm bắc giới, vực nội cùng vực ngoại, liền là hoàn toàn khác biệt hai thế giới. Diệp Thần nhìn xem cái kia tuyệt mệnh thiên giá kiếm, nội tâm chấn động to lớn. Thanh kiếm kia, là thiên đấu sát thần đã từng binh khí, hắn chiêm ngưỡng thời điểm, phảng phất liền nhìn thấy thiên đấu sát thần ngày xưa dáng người, tung hoành chư thiên, sát phạt vạn giới, giết tới thế gian không người dám xưng tôn. Nếu như hồn thiên đế cùng nguyên thiên đế không ra, hắn liền là chí cao sát thần chúa tể. Không thể lại nhìn. Diệp Thần nhớ tới thiên pháp lộ nguyệt cảnh cáo, nếu như hắn quá mức lưu tâm tuyệt mệnh thiên kiếm, rất có thể sẽ kinh động tuyệt mệnh kiếm vực bên trong người, hắn liền lập tức rời tầm mắt, không tiếp tục đi xem tuyệt mệnh thiên kiếm. Đi theo một cái tinh hải công đệ tử, nhìn thấy Diệp Thần cẩn thận bộ dáng, cũng là âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nói, Diệp đại nhân, ngươi lần này đến đây. Khô kiếm phái cũng không biết, ngươi cẩn thận một chút, có thể tuyệt đối đừng bại lộ thiên cơ, không phải khô kiếm phái cái kia đám người điên, lại muốn thuyết tam đạo tứ. Kiếm bắc giới chia làm khô kiếm phái cùng tinh hải phái, khô kiếm phái do khô kiếm si trưởng quản, tinh hải phái thì là tinh hải công chấp trưởng, hai phái không can thiệp chuyện của nhau, ở chung cũng là 10 điểm khách khí, đều bởi vì tinh hải công mỗi ngày chỉ biết uống rượu, đối cái gì tranh đấu đều không có hứng thú. Diệp Thần lần này buông xuống. Cũng chỉ là tinh hải phái ra nghênh tiếp, khô kiếm phái thậm chí không biết hắn đến. Lá thần ca ca, ta, trái tim thật đau. Đột nhiên, một bên tiểu mạt lị, bưng bít lấy chính mình tim, lộ ra vô cùng thần sắc thống khổ, nàng nhìn phương xa tuyệt mệnh thiên kiếm, trong mắt lộ ra ác mộng cảm xúc. Thanh kiếm kia, để cho ta, rất khó chịu. Nàng cắn răng, đau lòng đến không thể thở nổi, non nớt thân thể như nhũn ra, sau đó gần như tê liệt quỳ trên mặt đất. Mạt lị, làm sao vậy? Diệp Thần kinh hãi, chỉ cảm thấy tiểu mạt lị tay cầm, trở nên vô cùng băng lãnh. Luân hồi mộ địa bên trong, đúc tinh long thần thấy cảnh này, lập tức a một tiếng kêu, nói, nhất định là tuyệt mệnh thiên kiếm, khơi gợi lên nàng thống khổ hồi ức. Diệp Thần ngạc nhiên nói, làm sao? Đúc tinh long thần nói, năm đó thiên đấu sát thần, tại đấu chiến thần nghịch thiên thất bại sau khi chết, hắn từng một lần trầm luân, nhưng cuối cùng hắn cũng mắt đỏ. Liều mạng mệnh nhất kiếm chảm thiên. Hắn từng dùng hắn tuyệt mệnh thiên kiếm, chém thẳng thiên đạo, mặc dù không thể chảm phá, nhưng cuối cùng cũng tại thiên đạo bên trên lưu ngấn. Xem cô bé này bộ dáng như thế, đoán chừng năm đó thiên đấu sát thần một kiếm kia, cho nàng lưu lại to lớn đau đớn. Mạt lị kiếp trước, là điệp mộng tinh quân mưa bụi điệp, thiên đạo rèn đúc người. Cái gọi là thiên đạo, liền là dùng trái tim của nàng rèn đúc mà thành. Thiên đấu sát thần nhất kiếm chảm thiên, tại thiên đạo bên trên lưu ngấn, tương đương với tại trong trái tim của nàng, lưu lại tổn thương nghiêm trọng. Lúc này nàng nhìn thấy tuyệt mệnh thiên kiếm, ngày xưa thống khổ bị câu lên, vì vậy đau lòng. Tinh hải phái các đệ tử, nhìn thấy mặt lị đột nhiên thống khổ bộ dáng, cũng là một hồi kỳ dị. Một màn càng kinh người hơn xuất hiện, chỉ thấy mặt lị thống khổ phía dưới, có từng sợi huyết khí, theo trong cơ thể nàng bay ra. Nàng biểu lộ dần dần trở nên dữ tợn, cái kia huyết khí tựa hồ ẩn chứa vô biên hung lệ. Cẩn thận! Tinh hải phái chư đệ tử kinh hãi, lập tức cảm nhận được trước nay chưa có nguy hiểm, dồn dập rút đao ra kiếm. Diệp Thần vội vàng ngồi xổm người xuống đi, ôm lấy mặt lị ấu nhược thân thể, chỉ sợ nàng lực lượng trong cơ thể mất khống chế, vỗ nhẹ sau gáy của nàng cùng phía sau lưng, nói khẽ không có chuyện gì, mặt lị, ta tại, ta vẫn luôn tại. Thanh kiếm kia nếu để cho ngươi không thoải mái, ngươi cũng đừng xem, đừng nhìn, liền không có việc gì. Tại Diệp Thần trấn an dưới, mặt lị thân thể run rẩy, chậm rãi khôi phục bình tĩnh, vành mắt lại tràn đầy nước mắt, nói thật xin lỗi, lá thần ca ca. Nàng là sợ chính mình lực lượng lại mất khống chế, ủ thành tai họa. Diệp Thần cười sờ soạng sờ mặt nàng, nói tốt,
không sao. Hắn liền lôi kéo Mạt Lị đứng dậy, nhưng lúc này, đã thấy Tuyệt Mệnh kiếm vực bên trong, suy suy rung động, có chừng 7-8 đạo thân ảnh, như ngôi sao bay lưu quang, bay lượn tới. Không tốt, Khô Kiếm phái người đến rồi. Tinh Hải phái chư đệ tử, nhìn thấy người tới, lập tức kinh động, lại cảnh giác đề phòng. Cái kia 7-8 người rơi xuống đất, người trong tay người cầm kiếm, đằng đằng sát khí, phong mang tất lộ, trong mắt cũng là mang theo cảnh giác, đánh giá Diệp Thần cùng Tiểu Mạt Lị. Hiển nhiên là vừa mới Tiểu Mạt Lị dị thường khí tức, kinh động đến bọn hắn. Mà khi bọn hắn cảm nhận được Diệp Thần khí tức, biểu tình của tất cả mọi người, liền xuất hiện biến hóa. Một thanh niên đệ tử bước ra một bước, con người phát lạnh, nhìn chằm chằm Diệp Thần nói, luân hồi chi chủ, lại có thể là ngươi. Ngươi lúc nào thì quang lâm ta kiếm bắc giới, cũng không thông báo một tiếng. Tại hạ Lý Huyền Thanh, Khô Kiếm Si lão tổ tòa dưới thứ ba chân truyền đệ tử, ngưỡng mộ đã lâu. Nói xong ôm quyền, nhưng ngữ khí tương đương không khách khí. Diệp Thần sầm mặt lại, chung quy là kinh động đến Khô Kiếm phái người. Lý Huyền Thanh mắt sáng như đuốc, mơ hồ đã nhìn thấy đến một tia thiên cơ, nói, luân hồi chi chủ, đại giá ngươi quang lâm, là muốn mượn dùng ta kiếm bắc giới truyền tống trận. Diệp Thần biết vô pháp giấu giếm, liền gật đầu nói, chính là, bắt đầu dùng truyền tống trận cần thiết tài nguyên, ta có thể tự phụ. Lý Huyền Thanh ha ha một thoáng cười lạnh, nói cái kia cũng không cần thiết, mời ngươi trở về đi, ta kiếm bắc giới không chào đón người ngoài, chớ nói chi là cho ngươi sử dụng truyền tống trận. Một cái tinh hải công đệ tử nói, Lý Huyền Thanh, ngươi hung hăng càn quấy cái gì, truyền tống trận có hai cái, chúng ta phải dùng cũng là dùng ta tinh hải phái, cùng các ngươi có quan hệ gì. Lý Huyền Thanh lạnh lùng nói, truyền tống trận cùng địa mạch tương liên, một khi vận dụng, quấy nhiễu địa mạch, ta Khô Kiếm phái cũng không thể do các ngươi làm ẩu. Còn có, các ngươi tinh hải phái, lá gan thật sự là thông thiên, còn dám thả người ngoài tiến đến, tình uống nguyệt sông ra tai họa còn chưa đủ nhiều không? Ta xem này luân hồi chi chủ, liền là cái tảo bà tinh, hắn đi ở đâu, chỗ nào liền sẽ dẫn đến họa loạn, so tình uống nguyệt tiện nhân kia đáng giận nhiều. Lời nói này trực chỉ Diệp Thần, rất là vô lễ, tinh hải phái chư đệ tử nghe, đều là chấn động. Một cái tinh hải phái đệ tử cả giận nói, Lý Huyền Thanh, Diệp đại nhân có thể là thiên tổ tiên đoán bên trong người phát ngôn, người dám đối với hắn vô lễ. Lý Huyền Thanh thản nhiên nói, thật có lỗi, ta Khô Kiếm phái chỉ nhận thiên tổ, không đồng ý cái gì người phát ngôn. Tầm mắt liếc xéo Diệp Thần, ta nể mặt ngươi, gọi ngươi một tiếng luân hồi chi chủ. Người vẫn là mời trở về đi, ta kiếm bắc giới không chào đón ngươi. Diệp Thần trầm giọng nói, vị huynh đài này, hắn nghĩ phải thương lượng dàn xếp. Nhưng đột nhiên, Lý Huyền Thanh hừ một tiếng, trường kiếm trong tay đâm ra, một chiêu bạch hồng rửa sạch kiếm, liền hướng Diệp Thần ở trước mặt đâm tới. Diệp Thần vẻ mặt phát lạnh, lập tức bấm tay bắn ra, cũng là một đạo bạch hồng rửa sạch kiếm khi đánh trả, hắn trong nháy mắt cùng Lý Huyền Thanh trường kiếm va chạm. Như kim thiết giao kích, phát ra keng một thanh âm vang lên. Lý Huyền Thanh bị đẩy lui hai bước, chỉ cảm thấy Diệp Thần kiếm khí hùng hồn, vượt xa khỏi thiên nguyên cảnh 7 tầng trời phạm trù, hắn khuôn mặt lập tức biến sắc. Diệp Thần lui ra phía sau một bước, nói, Lý Huynh là có ý gì? Lý Huyền Thanh gương mặt âm trầm, nói, ngươi không chịu đi, ta không thể làm gì khác hơn là đưa ngươi ra ngoài. Ha ha, truyền thuyết luân hồi chi chủ thần thông cái thế. Hoàn toàn chính xác có ít đồ, ta hôm nay cũng muốn lĩnh giáo một chút. Âm Dương Cát Hôn hiểu. Dứt lời, Lý Huyền Thanh lại là nhất kiếm chém tới, một kiếm này Diệp Thần chưa thấy qua, nhưng xem kiếm khí chiêu pháp con đường, rõ ràng cũng là Mộ Táng Cung tuyệt học. Mộ Táng Cung tuyệt học có ngàn ngàn vạn vạn, trước đây Diệp Thần cùng Thiên Pháp Lộ Nguyệt học năm đại tuyệt học, xem như hạch tâm tồn tại, nhưng trừ cái đó ra, còn có thật nhiều nhất lưu chiêu pháp. Kiếm bắc giới đã từng cũng có Mộ Táng Cung phân bộ, cho nên võ giả nơi này, cũng là nắm giữ lấy không ít Mộ Táng Cung tuyệt học. Lý Huyền Thanh một chiêu này Âm Dương Cát Hôn hiểu, như xẻ thịt âm dương, phán định càn khôn sớm chiều, phân chia thiên địa, kiếm khí 10 điểm lăng lệ. Thêm nữa tu vi của hắn, đã đến nửa bước thông thiên cảnh mức độ, liền là nửa bước thần vương, kiếm đạo phong mang 10 điểm hung hãn. Nếu như là trước kia, Diệp Thần đối chiến nửa bước thần vương. Tại không dựa vào ngoại lực phụ trợ dưới, đơn thuần dựa vào lực lượng của mình đối kháng, vậy còn có chút khó giải quyết, nhưng bây giờ, hắn dung hợp chu tước mảnh vỡ, chấp trưởng vũ trụ mệnh cách, thực lực đại đại tinh tiến, bình thường nửa bước thần vương,
hắn đã có khả năng dễ dàng nghiền ép. Chỉ có chân chính thông thiên cảnh thần vương, mới có thể cùng Diệp Thần chống lại. Cái này Lý Huyền Thanh, chẳng qua là nửa bước thần vương, tự nhiên không phải Diệp Thần địch thủ. Âm Dương Cát Hôn hiểu. Diệp Thần cũng lười vận dụng đừng thủ đoạn, trực tiếp dùng tiểu tẩy nguyệt pháp, mô phỏng Lý Huyền Thanh kiếm chiêu, tịnh chỉ làm kiếm, cũng là một chiêu Âm Dương Cát Hôn hiểu chạm ra. Kiếm chỉ giao kích, tranh một thanh âm vang lên, Lý Huyền Thanh gan bàn tay run lên, chỉ cảm thấy Diệp Thần kiếm khí mạnh mẽ đạt được ngạc nhiên, hắn trường kiếm thế mà bị chấn động đến xuất hiện một lỗ hổng. Cái gì, Lý Sư Huynh chẳng lẽ thế mà đánh không lại Luân Hồi Chi Chủ? Tiểu tử này thoạt nhìn chẳng qua là thiên nguyên cảnh 7 tầng trời A, Lý Sư Huynh nửa bước thần vương đều đánh không lại hắn sao? Chẳng lẽ muốn gọi Đại Sư Huynh ra tay? Khô kiếm phái cái kia mấy cái đệ tử, nhìn thấy Lý Huyền Thanh tựa hồ không địch lại Diệp Thần, không khỏi kinh hãi. Bọn hắn nghe qua Diệp Thần uy danh, nhưng phần lớn coi là Diệp Thần là dựa vào lấy Nhậm Phi Phàm làm uy, nhưng lúc này thấy đến Diệp Thần thủ đoạn, bọn hắn mới thấy Diệp Thần lợi hại. Cửu Thiên Phong lôi kiếm. Lý Huyền Thanh khẽ cắn môi, lại không cam lòng thua với Diệp Thần, trường kiếm tái xuất, lần này vận dụng nửa bước thần vương pháp tắc lực lượng, kiếm khí bão táp cuồn cuộn, 10 điểm bá đạo. Diệp Thần phô khí định thần nhàn, một tay nắm tiểu mạt lị, chỉ dùng một cái tay cùng Lý Huyền Thanh đánh, thậm chí chẳng qua là dùng hai ngón tay. Hắn lại dựa vào tiểu tẩy nguyệt pháp, mô phỏng Lý Huyền Thanh kiếm chiêu, tịnh chỉ làm kiếm, cũng là một chiêu Cửu Thiên Phong lôi kiếm bổ ra, kiếm khí bão táp khí tượng, so với Lý Huyền Thanh còn muốn mãnh liệt được nhiều. Lý Huyền Thanh kêu lên một tiếng đau đớn, rõ ràng Diệp Thần chẳng qua là hai ngón tay bổ tới, hắn lại thấy đầy trời bão táp gào thét kéo tới, không khỏi hoảng hốt lui lại. Đa tạ. Diệp Thần thấy tốt thì lấy, cũng không truy kích. Tinh Hải phái bên này đệ tử, nhìn thấy Diệp Thần dễ dàng đánh bại Lý Huyền Thanh, đều là kinh hỉ. Diệp đại nhân quả nhiên thần thông vô địch, không hổ là thiên tổ người thừa kế. Một cái Tinh Hải công đệ tử nhảy ra, hướng về phía Lý Huyền Thanh khinh thường nói. Lý Huyền Thanh, ngươi liền Diệp đại nhân hai chiêu đều không chịu được nữa, ngươi còn dám ngăn trở hắn. Mau mau cút về đi. Lý Huyền Thanh khuôn mặt đỏ lên, rất là tức giận, nhưng cũng biết Diệp Thần mạnh mẽ, hoàn toàn không phải nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Tuy nói Diệp Thần mặt ngoài tu vi, chẳng qua là thiên nguyên cảnh 7 tầng trời cao giai, nhưng trên thực tế sức chiến đấu, đủ để nghiền ép nửa bước thần vương. Tốt, Luân Hồi Chi Chủ, rất tốt, ngươi tôn giá vô địch, ta không có tư cách cùng ngươi chống lại, ta nhường lão tổ đến bồi cùng ngươi. Lý Huyền Thanh khẽ cắn môi, quay đầu hướng khô kiếm phái chư đệ tử nói ra, đi. Chúng ta trở về, thỉnh lão tổ buông xuống, nói xong liền muốn rời đi. Ấy, chậm rãi, chậm đã. Ngay lúc này, nơi xa truyền đến một đạo già nua sơ lãng thanh âm, chỉ thấy một cái hạc phát đồng nhan lão giả, nhanh chân vượt tới. Người không tới, mọi người liền ngửi được một cỗ nồng đậm mùi rượu. Lão giả bên hông treo một cái lớn hồng hồ lô, hai mắt híp lại, một bộ say khướt bộ dáng. Lão tổ, Tinh Hải phái đệ tử, thấy đến lão giả đến, lập tức cung kính hành lễ. Lão giả này chính là Tinh Hải phái chúa tể, kiếm bắc giới hai đại trấn thủ giả một trong, Tinh Hải công. Tinh Hải công nhanh chân đi vào trước mặt mọi người, cười híp mắt, cũng không có vẻ kiêu ngạo gì, hướng Lý Huyền Thanh nói, tốt chất nhi, có lời thật tốt nói, chớ kinh động khô kiếm si cái kia tên điên, hắc hắc, nhiều nhất ta nắm ta mới nhưỡng hải đường rượu, mời ngươi uống một ngụm. Tinh Hải công lấy xuống bên hông hồ lô, mở ra cái nắp, lập tức một cỗ hải đường mùi rượu tràn ngập ra, hắn lại cười hắc hắc cười, chính mình trước ừng ực ngưỡng hầu uống hai ngụm, phát ra một tiếng thoải mái thở dài, lại đem hồ lô đưa tới Lý Huyền Thanh trước mặt. Lý Huyền Thanh lông mày cau chặt, nói, sư thúc, ta không uống rượu. Tinh Hải công nói, nam tử hán đại trượng phu, sao có thể không uống rượu đâu. Đến, uống một ngụm, liền muốn đem hồ lô rượu nhét vào Lý Huyền Thanh trong tay. Lý Huyền Thanh bất đắc dĩ, hai tay co lại đến sau lưng, nói, sư thúc, là ngươi thỉnh Luân Hồi Chi Chủ tới. Làm sao không cùng ta sư phụ thương lượng một tiếng? Tinh Hải công cười cười xấu hổ, nói, sư phụ ngươi tính tình, điên cực kỳ, một lời không hợp liền muốn ra tay giết người, ta nào dám nói nhiều với hắn a? Ngươi yên tâm, Luân Hồi Chi Chủ là ta thỉnh, có nhân quả gì, ta một mình gánh chịu là được. Lý Huyền Thanh nói, không phải, sư thúc. Gần nhất Tuyệt Mệnh Kiếm vực hết sức không yên ổn,
đặc biệt là tình huống Nguyệt Tiện Nhân kia sau khi đến, Tuyệt Mệnh Thiên Kiếm càng có bị đoạt đi nguy hiểm. Ngươi nếu là bắt đầu dùng truyền tống trận, đã quấy rầy địa mạch, cái kia chỉ sợ sẽ có bất trắc họa a. Tinh Hải Công cười nói, không có việc gì, không có việc gì, sư phụ ngươi kiếm đạo thông thần, rất lợi hại, có cái gì gian nan nguy hiểm, hắn nhất kiếm có khả năng trấn áp. Ngô, ngươi không cho ta bắt đầu dùng truyền tống trận, vậy được rồi, ta đáp ứng ngươi, không bắt đầu dùng là được. Lý Huyền Thanh vui vẻ, nói chuyện này là thật. Tinh Hải Công cười nói, tự nhiên làm thật, bất quá ngươi cũng phải đáp ứng ta, luân hồi chi chủ buông xuống sự tình, ngươi không thể nói cho ngươi sư phụ. Lý Huyền Thanh nói, sư phụ đang ở vì tranh đoạt Tuyệt Mệnh Thiên Kiếm phiền não, ta cũng không dám đã quấy rầy hắn, sư thúc, chỉ cần ngươi không đáp ứng bắt đầu dùng truyền tống trận, ta cái gì đều tùy ngươi. Diệp Thần sầm mặt lại, hắn không xa vạn dặm chạy đến kiếm bắc giới, chính là muốn mượn dùng truyền tống trận, Tinh Hải Công ban đầu đã đáp ứng, lúc này lại cự tuyệt, hắn trong lòng cực kỳ không vui. Chỉ nghe Tinh Hải Công cười nói, cái kia rất tốt, bất quá luân hồi chi chủ đại giá quang lâm, ta cũng không thể lập tức liền đuổi hắn, ta phải chiêu đãi hắn một ngày. Luân hồi chi chủ, ngươi uống rượu không? Đem hồ lô rượu trong tay đưa cho Diệp Thần. Diệp Thần nói, ta không uống. Tiểu Mạt Lị ngửi được mùi rượu, lại nuốt một ngụm nước bọt, nói, lão gia gia, ta muốn uống. Tinh Hải Công thấy Tiểu Mạt Lị con mắt lập lòe, một bộ kích động bộ dáng, sửng sốt một chút, sau đó cười ha ha, nói tốt, cẩn thận đừng uống say. Liền đem hồ lô rượu đưa cho nàng. Tiểu Mạt Lị tiếp nhận hồ lô rượu, cô đông ngưỡng hầu uống. Mạt Lị, Diệp Thần chỉ sợ nàng xảy ra chuyện. Tiểu Mạt Lị lại phát ra một tiếng thoải mái thở dài, buông xuống hồ lô rượu, ợ một cái, khuôn mặt trở nên hồng hồng, con mắt say khướt bộ dáng, nói, lão gia gia, uống ngon thật, còn nữa không? Tinh Hải Công cười ha ha, nói có, có. Ta trong trạch tử, còn nhiều, rất nhiều rượu ngon. Ngươi cùng luân hồi chi chủ, hôm nay liền đến ta trong phủ làm khách, ngày mai lại đi thôi. Tiểu Mạt Lị muốn nói tốt, nhưng nàng lại không dám chính mình quyết định, con mắt chấp chấp nhìn về phía Diệp Thần, muốn nghe hắn ý tứ. Diệp Thần không thể làm gì, nói, vậy liền quấy rầy Tinh Hải Công tiền bối. Tinh Hải Công cười ha ha nói, không sao, không sao. Lý Huyền Thanh vẻ mặt khó coi, hắn là muốn cho Diệp Thần lập tức rời đi, nhưng hắn cũng không dễ bác đi Tinh Hải Công mặt mũi, nhân tiện nói, sư thúc, ta đây cung kính bồi tiếp, chờ ngày mai luân hồi chi chủ muốn đi, ta tự mình tiễn hắn rời đi. Lại hướng về hai bên phải trái đệ tử phân phó nói, các ngươi đi truyền tống trận bên kia trông coi, miễn sinh họa loạn. Hắn là sợ Tinh Hải Công mặt ngoài đáp ứng, lại vụng trộm mang Diệp Thần đi truyền tống trận, vậy nhưng cực kỳ không ổn. Kiếm bắc giới truyền tống trận một khi bắt đầu dùng, sẽ đối địa mạch tạo thành to lớn chấn động, mà lại Nam Châu Thiên Nam một bên, cũng không chào đón người ngoài, tùy tiện truyền tống đi qua, đắc tội người khác, cũng không phải diệu sự tình. Trên thực tế, kiếm bắc giới truyền tống trận, đã phủ bụi vô tận kỷ nguyên, trước kia thiên tổ còn tại thời điểm, thất giới còn lấy truyền tống trận câu thông, nhưng sau này thiên tổ ẩn đột, thất giới riêng phần mình độc lập, cũng rất ít qua lại. Đặc biệt là Nam Châu Thiên. Làm thất giới bên trong, duy nhất chấp trưởng thế giới bên ngoài pháp tắc đặc thù tồn tại, bọn hắn càng là không cùng bất luận cái gì người ngoài liên lạc, nếu là kinh động đến Nam Châu Thiên người, trời biết sẽ có hậu quả gì không. Tinh Hải Công thích rượu như mạng, vì rượu ngon có khả năng bán hết thảy, Lý Huyền Thanh cũng không dám làm ẩu. Tả hữu đệ tử đáp, đúng, liền đi tới truyền tống trận trấn thủ. Diệp Thần thấy thế, cảm thấy càng là ngưng trọng. Tinh Hải Công lại là một bộ chẳng hề để ý bộ dáng, ha ha chào hỏi Diệp Thần cùng Tiểu Mạt Lị, nói, luân hồi chi chủ, tiểu nha đầu, chúng ta đi thôi. Diệp Thần đành phải thấy đi bộ bước, liền nắm Tiểu Mạt Lị, đi theo Tinh Hải Công tiến lên. Tinh Hải Công mang theo hai người, tiến đến phủ đệ của hắn, đi đến nửa đường, trong mắt chuyển động, có chút như tên trộm thấp giọng hướng Diệp Thần hỏi. Luân hồi chi chủ, ta cất rượu tài liệu đâu? Diệp Thần nói, cái gì? Tinh Hải Công vội la lên, Nhậm Phi Phàm máu a. Thiên Pháp Lộ Nguyệt không phải nói, muốn đem Nhậm Phi Phàm máu đưa cho ta cất rượu. Hắc hắc, đây chính là siêu phẩm thiên đế máu a, nếu có thể dùng tới cất rượu, chắc là thế gian cao cấp nhất rượu ngon. Diệp Thần tức giận nói, tiền bối, ngươi nói sẽ không bắt đầu dùng truyền tống trận, làm sao còn không biết xấu hổ hỏi ta yêu cầu này siêu thiên đế huyết.
Tinh Hải Công nói, ai nói ta không bắt đầu dùng? Diệp Thần nói, ngươi không phải mới vừa cùng cái kia Lý Huyền Thanh nói rồi hả? Tinh Hải Công nói, đó là ta say rượu nói bậy bạ, không thể coi là thật. Diệp Thần xem Tinh Hải Công một mặt chẳng hề để ý bộ dáng, con mắt không khỏi trừng lớn. Nói như vậy, giống Tinh Hải Công loại cấp bậc cường giả này, lời hứa ngàn vàng, đã nói thì tương đương với lời hứa, không thể tùy tiện vi phạm sẽ mang cực lớn nhân quả đại giới. Nhưng nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ cũng không để ý. Tiền bối, ngươi nguyện ý bắt đầu dùng truyền tống trận, nhưng, cái kia Lý Huyền Thanh đã phái người đi canh chừng. Diệp Thần cau mày, riêng là một cái Lý Huyền Thanh, tự nhiên không đủ gây sợ, nhưng sư phụ của hắn Khô Kiếm Si, lại không phải nhân vật tầm thường, liền Tinh Hải Công đối Khô Kiếm Si cũng là 10 điểm sợ hãi. Nếu là cưỡng ép bắt đầu dùng truyền tống trận, Lý Huyền Thanh triệu hoán Khô Kiếm Si buông xuống, cái kia cục diện liền vô pháp thu thập, Diệp Thần chỉ muốn mượn đường truyền tống đi Nam Châu Thiên, không muốn đắc tội bất luận cái gì người. Tinh Hải Công cười hắc hắc nói, không sao. Truyền tống trận có hai cái, vực ngoại một cái, tuyệt mệnh kiếm vực bên trong còn có một cái. Ta người sư điệt kia trông coi vực ngoại truyền tống trận, không cho ta dùng, nhưng ta có khả năng dẫn người đi tuyệt mệnh kiếm vực bên trong còn có cái truyền tống trận. Hắc hắc, bọn hắn quả quyết không nghĩ tới, chúng ta sẽ trực tiếp đi vực nội đi. Diệp Thần giật mình trong lòng, nói, đi, vực nội sao? Hắn nhìn một chút Tiểu Mạt Lị, đi vực ngoại vẫn là vực nội. Hắn cũng là không quan trọng, nhưng tuyệt mệnh thiên kiếm đối Mạt Lị tới nói, sẽ cùng là tâm ma tồn tại, nếu là đi đến vực nội, quá mức tới gần tuyệt mệnh thiên kiếm, rất có thể sẽ tổn thương Tiểu Mạt Lị. Tiểu Mạt Lị nắm thật chặt Diệp Thần tay, nói, lá thần ca ca, ta không sao, chỉ cần ngươi bồi tiếp ta. Nấc, mà lại, lão gia ra rượu, có thể tăng thêm lòng dũng cảm đâu, ta không sợ. Nàng ợ rượu, gương mặt say đỏ, bộ dáng này thực sự nhường Diệp Thần có chút ngổn ngang. Tinh Hải Công cười ha ha, nói tiểu nha đầu, người muốn uống rượu, ta liền đem trong hầm ngầm rượu ngon, toàn bộ móc ra cho người uống. Tiểu Mạt Lị con mắt lập lòe, nói, hay lắm hay lắm. Một già một trẻ tay nắm, nhanh chân đi về phía trước, càng đem Diệp Thần để qua đằng sau, trong gió ngổn ngang. Đi vào Tinh Hải Công phủ đệ về sau, Diệp Thần quả nhiên liền thấy hắn trong phòng. Bầy đầy các thức hương lao rượu ngon, linh cao lương, men, nữ nhi hồng, hoa đào nhướng, tinh xương nhướng các loại. Tinh Hải Công từ trong hầm ngầm, đào ra chân tàng nhiều năm hoàng tử, cùng Tiểu Mạt Lị một bát uống, một già một trẻ uống đến quên cả trời đất. Diệp Thần mong muốn nói hồi trở lại chính sự, đều bị Tinh Hải Công đùn đỡ nói, chờ một hồi hãy nói, chờ một hồi hãy nói. Hai người theo ban ngày uống đến tối, không biết uống nhiều ít bát rượu. Trên mặt đất tràn đầy không đi bình rượu, loạn cả một đoàn. Ta giống như thấy được ngôi sao. Tiểu Mạt Lị uống đến say khướt, chóng mặt, trực tiếp nằm sấp trên bàn ngủ. Tinh Hải Công cười ha ha, nói, rất tốt, người tiểu nha đầu này, không hổ là. Hắc hắc, không hổ là chuyển thế người, tử lượng rất tốt, thế mà uống đến bây giờ mới say. Tinh Hải Công sờ lên râu ria vết rượu, con người y nguyên trong trẻo sắc bén. Cười hướng Diệp Thần nói. Ta trong hầm ngầm rượu, hầu như đều bị tiểu nha đầu này uống cạn sạch, hắc hắc, hôm nay tận hứng cực kỳ, nếu có thể lại có một vò thiên đế huyết tử, thì càng tận hứng. Diệp Thần nói, người mong muốn ta nhậm tiền bối siêu thiên đế huyết, chỉ cần trước bắt đầu dùng cái kia truyền tống trận. Tinh Hải Công con người chợt mà trở nên lãnh tịch xuống tới, nói, người thật muốn mang tiểu nha đầu này đi Nam Châu Thiên. Diệp Thần nói, đúng. Chỉ có chỗ kia, mới thích hợp nàng trưởng thành. Tinh Hải Công có chút không bỏ nhìn trong xem Tiểu Mạt Lị, bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói, đúng là như thế, ai, tiểu nha đầu này, mệnh cách bên trong có quá nhiều khổ nạn địa phương, cũng là người đáng thương a. Thôi, đi vực nội, ta giúp đỡ bọn ngươi truyền tống rời đi. Nhưng, luân hồi chi chủ, ngươi nhất định phải cẩn thận, không muốn nhìn trộm tuyệt mệnh thiên kiếm. Càng không thể có nửa điểm ngấp nghé lòng tham lam, bằng không kinh động Khô Kiếm Si lão quỷ kia, hậu quả khó mà lường được. Diệp Thần trong lòng run lên, nói tốt, ta biết. Tinh Hải Công thở dài, lên đường đi. Diệp Thần gật gật đầu, liền muốn đem uống ngất Tiểu Mạt Lị vác tại sau lưng xuất phát, Tinh Hải Công nói, ta tới đi. Tự mình đem Tiểu Mạt Lị vác tại đằng sau. Diệp Thần nói, làm phiền tiền bối.
Tinh Hải Công nói, đi thôi. Liền dẫn Diệp Thần từ cửa sau rời đi. Sau khi ra cửa, Tinh Dòng Hải Công lấy xuống bên hông hồ lô rượu, ngậm lấy một ngụm rượu, há miệng phun một cái, rượu hóa thành sương mù dâng lên mà ra, tạo thành từng sợi sương mù nhàn nhạt, vờn quanh bốn phía, che đậy thiên cơ. Ta ngày này rượu sương mù, có thể che đậy thiên cơ, không bị người phát hiện, nhưng chỉ có thể duy trì nửa canh giờ. Nửa canh giờ, thời gian hẳn là cũng đầy đủ, chỉ cần ngươi nhớ ở ta, đừng đi nhìn trộm Tuyệt Mệnh Thiên Kiếm, thiên cơ liền sẽ không bại lộ. Tinh Hải Công lại một lần nhắc nhở. Diệp Thần nói, đúng. Hai người liền mượn thiên tử sương mù che lấp, cấp tốc tiến lên, rất nhanh liền bước vào Tuyệt Mệnh Kiếm vực bên trong. Lúc này chính là ban đêm, vực ngoại thế giới ánh trăng trong sáng, thiên phong nhẹ nhàng khoan khoái, nhưng ở Tuyệt Mệnh Kiếm vực bên trong, lại là một mảnh thảm đạm cảnh tượng, khắp nơi tràn ngập âm u sương mù, phía trên bầu trời một mảnh tối tăm, có tầng tầng mây đen vòng xoáy, lôi minh phích lịch ấp ủ. Đây là bởi vì Tuyệt Mệnh Thiên Kiếm tồn tại, ảnh hưởng tới thiên địa khí tượng, hết thảy hung hiểm, sát khí, kinh khủng đầu nguồn, đều tại Tuyệt Mệnh Thiên Kiếm phía trên. Ngô! Trong mê ngủ Tiểu Mạt Lị, phát ra bất an tiếng kêu rên, giống như bị Tuyệt Mệnh Thiên Kiếm kiếm khí xâm phạt, như đặt mình vào trong cơn ác mộng. Tiểu nha đầu, đừng sợ, ngủ đi ngủ đi. Tinh Hải Công giống trấn an cháu gái của mình, an ủi Tiểu Mạt Lị, sợ nàng tỉnh lại. Diệp Thần tầm mắt tận lực tránh đi Tuyệt Mệnh Thiên Kiếm, không làm mảy may nhìn trộm, hỏi tiền bối, truyền tống trận ở đâu. Tinh Hải Công nói, người đi theo ta, liền dẫn Diệp Thần đi về phía trước. Diệp Thần đi theo Tinh Hải Công tiến lên, đột nhiên nghe được luân hồi mộ địa bên trong, truyền đến một cỗ vô cùng thanh âm thê lương. Tuyệt Mệnh Thiên Kiếm, đó là binh khí của ta. Cỗ này đột ngột thanh âm thê lương, bỗng nhiên bánh xe phụ hồi trở lại mộ phát ra, làm cho Diệp Thần dùng mình. Hắn tinh thần câu thông luân hồi mộ địa, lại phát hiện vừa mới cái kia thanh âm thê lương, cũng không phải là đúc tinh long thần phát ra, mà là phảng phất đến từ luân hồi mộ địa mỗi một cái góc. Lúc này đúc tinh long thần, cũng là biểu lộ ngốc trệ, kinh ngạc ngắm nhìn bốn phía, thân thể run rẩy, lại vô cùng kích động nói, thiên đấu sát thần, là ngươi sao? Thanh âm kia nói, là ta sớm đã tô tỉnh, thậm chí so ngươi còn sớm, chỉ bất quá, ta còn không thể tùy tiện hiện thân. Diệp Thần lần đầu tiên nghe được thiên đấu sát thần thanh âm, quả nhiên là vừa mừng vừa sợ, nói thiên đấu sát thần tiền bối, cửu ngưỡng đại danh. Không biết ngươi khi nào mới có thể hiện thân. Thiên đấu sát thần nói, mộ chủ, sát khí của ta quá mức mãnh liệt, nếu là tùy tiện hiện thân, chỉ có thiên nguyên cảnh ngươi, khả năng không chịu nổi. Ít nhất, muốn chờ ngươi đến cửu đỉnh cảnh đi. Mà lại, coi như ngươi đến cửu đỉnh cảnh, ta cũng chưa chắc có thể lập tức liền hiện thân. Trên người của ta mang đồ vật thật đáng sợ, những cái kia giấu ở thế giới bên ngoài lão quái vật, bọn hắn thời thời khắc khắc đều nhớ diệt đi ta không muốn liên lụy ngươi. Diệp Thần run lên trong lòng, nói, thế giới bên ngoài địch nhân sao? Đúc Tinh Long Thần nói, mộ chủ, người có chỗ không biết, thiên đấu sát thần là có khả năng siêu việt thiên đạo tồn tại, thua ngày rưỡi bước không phải hắn phần cuối, dùng thiên phú của hắn tài hoa, còn có hắn sát khí ngất trời, thiên đạo cũng đỡ không nổi hắn. Hắn là có cơ hội đi thế giới bên ngoài, nhưng phía ngoài đồ vật, rõ ràng không muốn để cho hắn ra ngoài. Hắn trước kia gọi Diệp Thần tiểu gia hỏa, nhưng bây giờ nghe thiên đấu sát thần gọi Diệp Thần mộ chủ, hắn cũng lập tức đổi lời nói, đối thiên đấu sát thần có thể nói tôn sùng cực điểm. Thiên đấu sát thần nói, đúng vậy, mộ chủ, thua ngày rưỡi bước không phải ta phần cuối, năm đó ta chịu một chút lão quái vật chèn ép, bi phẫn nuốt hận mà chết, ta cho là ta muốn triệt để tiêu vong. Không có nghĩ đến cái này luân hồi mộ địa, thế mà góp nhặt ta một luồng vong hồn. Ha ha, xem ra là thiên tổ không muốn giết ta a. Thiên tổ cũng là cô độc người a, ta có thể cảm nhận được ý chí của hắn, hắn muốn cho ta sống lại một đời, chính là muốn ta đi thế giới bên ngoài giúp hắn. Diệp Thần cực kỳ chấn động, lẩm bẩm nói, đi thế giới bên ngoài sao? Thiên đấu sát thần nói, đúng vậy, ta sống lại một đời. Ta nhất định phải cầm lại ta mất đi hết thảy, ta muốn cho những lão quái vật kia nhìn một chút, bọn hắn ngăn không được ta. Bọn hắn thủ đoạn hèn hạ, có thể đánh ép ta một lần, không trấn áp được ta lần thứ hai. Mộ chủ, binh khí của ta Tuyệt Mệnh Thiên Kiếm ngay ở chỗ này, ngươi trước thay ta cầm lại, này đối với thế cục tới nói phi thường trọng yếu. Ta thanh kiếm này, cực kỳ không ổn,
phía trên thế mà quấn đầy loang lổ ô uế sát khí, là cổ tinh môn ban thiên đế thủ đoạn. Đồ hỗn chứng này, bằng hắn cũng muốn nhúng chạm ta kiếm. Diệp thần nói, ban thiên đế, hắn muốn đoạt kiếm. Thiên đấu sát thần nói, ngươi không thấy sao, ta tuyệt mệnh thiên kiếm phía trên, toàn bò đầy loang lổ bẩn thỉu đồ vật, đó là ban thiên đế thủ đoạn, hắn nghĩ ăn mòn ta kiếm, cuối cùng chiếm lấy, thật sự là lòng lang dạ thú. Diệp thần con ngươi híp lại, nói ta còn chưa từng nhìn kỹ. Hắn tới đến tuyệt mệnh kiếm vực về sau, bởi vì sợ kinh động đến khô kiếm si, cho nên cũng không có nghiêm túc xem qua tuyệt mệnh thiên kiếm. Thiên đấu sát thần nói, mộ chủ, tóm lại, ngươi trước nghĩ biện pháp giúp ta đoạt lại tuyệt mệnh thiên kiếm. Đúc tinh long thần nói, thiên đấu sát thần, dùng tu vi của ngươi, còn cần dùng kiếm sao? Thiên đấu sát thần nói, mỗi thời mỗi khác, ta tu vi như đỉnh phong, cỏ cây cát bụi, nhật nguyệt tinh thần, đều có thể làm kiếm, nhưng bây giờ chỉ còn lại có một luồng tàn hồn, đó là so ra kém ngày xưa phong quang, nhất định phải có thần binh lợi khí nơi tay, mới có thể từng bước khôi phục hôm qua phong mang. Đúc tinh long thần nói, người trước kia đem kiếm trả lại thiên tổ, bây giờ lại muốn đoạt hồi trở lại, chỉ sợ người nơi này không vui à. Thiên đấu sát thần xâm nghiêm nói, quản bọn họ vui không vui, nơi đây người, bất quá là thiên tổ sáng tạo một bầy kiến hôi thôi, bọn hắn không phục, liền đem bọn hắn toàn làm thịt rồi. Ta muốn lấy hồi trở lại ta kiếm, người nào dám phản đối. Diệp thần nghe được thiên đấu sát thần lời nói, trong lòng lập tức run lên, xem ra này thiên đấu sát thần, quả nhiên là sát phạt hung mãnh, tính tình cuồng bạo, vì đạt thành chính mình mục tiêu, rất có một cỗ thần cản giết thần, Phật cản giết Phật khí phách. Hắn muốn lấy hồi trở lại tuyệt mệnh thiên kiếm, hoàn toàn mặc kệ kiếm bắc giới bên trong người ý nghĩ, người nào dám phản đối, hắn liền muốn giết ai. Đúc tinh long thần ra mặt run rẩy một thoáng, nói, nơi đây hai vị trấn thủ người, đều là đỉnh cấp cao thủ, nơi nào có dễ giết như vậy. Huống chi ngươi đều nói rồi, ban thiên đế cũng muốn đoạt kiếm, ta cùng mộ chủ coi như muốn giúp ngươi thu hồi, lại nói thì dễ làm mới khó làm sao. Thiên đấu sát thần nói, ta không biết, các ngươi nghĩ một chút biện pháp, nếu như thực sự không được, có thể bố trí một cái thiên đấu huyết sát trận, hiến tế trăm vạn đầu linh hồn, coi đây là dẫn, cưỡng ép kêu gọi ta ra tới. Đúc tinh long thần giật nảy mình, nói, đừng nói giỡn, thiên đấu sát thần, bây giờ còn không phải ngươi hiện thân thời điểm, một phần vạn bại lộ, bị thế giới bên ngoài lão quái vật để mắt tới, mộ chủ có thể được chết rồi. Thiên đấu sát thần nói, hoàn toàn chính xác, có quá nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm, tốt, ta không thể lại nói, ta nhất định phải ẩn độn dâng lên, bằng không thiên cơ tiết lộ, này tòa luân hồi mộ địa sẽ triệt để bại lộ, chúng ta đều phải chết. Dứt lời, thiên đấu sát thần thanh âm, liền triệt để ẩn nấp xuống, liền đới lấy khí tức của hắn, cũng hoàn toàn ẩn chui, không cách nào lại cảm thụ bắt được một điểm, giống như hắn căn bản không tồn tại. Đúc tinh long thần nhìn thấy thiên đấu sát thần ẩn chui, mới thoáng thở dài một hơi. Thiên đấu sát thần tồn tại, vẫn là thật là đáng sợ, trên thân mang đồ vật, đã vượt ra khỏi thiên đạo phạm trù, có thế giới bên ngoài cường giả đang nhìn chăm chú. Một khi thế giới bên ngoài tồn tại, biết thiên đấu sát thần còn không có tiêu vong, thậm chí ký sinh tại luân hồi mộ địa bên trong, bọn hắn rất có thể sẽ không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn tiêu diệt Diệp thần, triệt để tiêu diệt thiên đấu sát thần. Diệp thần nhớ tới vừa mới thiên đấu sát thần ủy thác, lập tức cau mày, hướng Đúc tinh long thần hỏi, tiền bối, chúng ta làm sao bây giờ? Đúc tinh long thần buông tay, nói ta cũng không biết, mộ chủ, ta tất cả nghe theo ngươi. Diệp thần xoay chuyển ánh mắt, trong lòng tính toán, nếu như trực tiếp ra tay chiếm lấy tuyệt mệnh thiên kiếm, cái kia cùng muốn chết không sai biệt lắm, trấn thủ tại chỗ này khô kiếm si, còn có rất nhiều khô kiếm phái cường giả, khẳng định sẽ đem hắn chém thành muôn mảnh. Nhưng nếu như không hề làm gì, thiên đấu sát thần bên này cũng không tiện bàn giao. Uy, tiểu tử, ngươi thất thần làm gì? Một giọng già nua, đem Diệp thần suy nghĩ kéo lại. Nguyên lai là Tinh Hải Công, nhìn thấy Diệp thần bước chân dừng lại, vẻ mặt không ngừng biến hóa, liền hết sức tò mò hỏi thăm, còn tưởng rằng hắn gặp cái gì ngoài ý muốn. Diệp thần lấy lại tinh thần, nói, không có gì, tiền bối, đi thôi. Tinh Hải Công âm thầm nói thầm, tiểu tử ngươi làm sao cùng chúng ta giống như. Tiếp tục mang Diệp thần đi tới truyền tống trận. Diệp thần trong lòng rất nhiều suy nghĩ xen lẫn, thậm chí nhịn không được ngẩng đầu nhìn xa xa tuyệt mệnh thiên kiếm liếc mắt, tại tuyệt mệnh kiếm vực bên trong.
có thể càng thấy rõ ràng Tuyệt Mệnh Thiên Kiếm bộ dáng. Quả nhiên, Diệp Thần liền thấy, tại Tuyệt Mệnh Thiên Kiếm phía trên, che kín rêu xanh loang lổ bẩn thỉu đồ vật, vừa giống như là côn trùng, bò đầy thân kiếm, cùng sử thần khí tức có chút cùng loại, nhưng lại khác biệt, chính là cổ tinh môn ban thiên đế khí tức. Tại không không lúc nào không, ghê tởm, ô uế, tội nghiệt, vặn vẹo loại hình mặt trái đồ vật, bình thường chỉ có sử thần tộc dám can đảm lợi dụng, người bình thường không dám nhúng chàm, sợ hãi sa đọa. Nhưng ban thiên đế là một ngoại lệ, hắn mặc dù không phải sử thần tộc, nhưng cũng có thể chấp trưởng ghê tởm chi đạo, mà lại cuối cùng cũng không có sa đọa. Liên sử thần, đối ban thiên đế cũng là 10 điểm tán thưởng, đã từng muốn đem hắn định là 7 ác mộng một trong, chỉ tiếc cuối cùng không thành công. Tại đây Tuyệt Mệnh Thiên Kiếm phía trên, liền có ban thiên đế khí tức, mà lại vô cùng cổ xưa, có thể phán đoán, tại cực kỳ lâu trước kia, ban thiên đế liền muốn mưu đoạt Tuyệt Mệnh Thiên Kiếm. Tinh Hải Công, ban thiên đế nghĩ nhúng chàm Tuyệt Mệnh Thiên Kiếm sao? Diệp Thần nhịn không được hỏi. Tinh Hải Công giật nảy mình, nói, không là bảo ngươi không muốn nhìn trộm sao? Diệp Thần cười khổ một tiếng, nói, không cẩn thận nhìn thoáng qua. Tinh Hải Công lập tức chấn động, nói, đừng có lại nhìn, nếu là kinh động đến Khô Kiếm Si, ngươi liền chết chắc. Ngươi có đoạt kiếm chi tâm, ta bắt được, ngươi thật là muốn chết. Cái kia Tuyệt Mệnh Thiên Kiếm, Khô Kiếm Si lão quỷ kia coi là điểm chí mạng, ngươi dám có đoạt kiếm suy nghĩ, hắn tuyệt đối sẽ đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Diệp Thần trong lòng run lên, vừa mới thiên đấu sát thần ủy thác hắn đoạt kiếm, chính hắn mặc dù không có có ý nghĩ này, nhưng nhớ tới thiên đấu sát thần ủy thác, một cách tự nhiên cũng muốn thu lấy Tuyệt Mệnh Thiên Kiếm. Này đoạt kiếm chi tâm, lại bị Tinh Hải Công cảm giác được. Thật có lỗi, tiền bối. Diệp Thần bàn tư lấy, giờ phút này cũng không phải là đoạt kiếm thời cơ, vẫn là trước mang tiểu mạt lị, truyền tống đi Nam Châu Thiên lại nói. Tinh Hải Công nghiến răng nghiến lợi nói tốt, chớ nói nữa, thiên cơ rất có thể đã bại lộ, Khô Kiếm Si lão quỷ kia lập tức sẽ đến, ta nhất định phải lập tức đưa ngươi cùng tiểu nha đầu này rời đi. Bằng không các ngươi đều muốn bị hắn giết chết. Diệp Thần sinh tử, kỳ thật Tinh Hải Công cũng không phải quá quan tâm, nhưng tiểu mạt lị là vô tội, hắn đối tiểu mạt lị 10 điểm yêu thích, cũng không muốn tiểu mạt lị xảy ra chuyện. Ngay sau đó, Tinh Hải Công dùng tốc độ nhanh nhất, ôm ngang tiểu mạt lị, mang theo Diệp Thần, đi vào cái kia truyền tống trận bên trong. Xuất hiện tại Diệp Thần trước mắt, là một cái hoang phế đã lâu thạch trận, phía trên che kín rêu xanh cùng lá rụng. Đây chính là truyền tống đi Nam Châu Thiên truyền tống trận. Mở ra truyền tống trận, cần tiêu hao đại lượng tài nguyên, này tài nguyên vốn là Diệp Thần ra, nhưng lúc này chuyện quá khẩn cấp, Tinh Hải Công e sợ cho Khô Kiếm Si buông xuống, cho nên cũng không nói nhảm cái gì, trực tiếp cắn nát chính mình đầu ngón tay, đem đại lượng nóng bỏng nồng đậm thiên đế tinh huyết, toàn bộ quán chú đến truyền tống trận bên trong. Ông! Truyền tống trận đạt được hắn máu tươi quán chú, lập tức liền chấn động. Toát ra u quang. Tốt, tiểu tử, đi nhanh đi. Tinh Hải Công chào hỏi Diệp Thần tới, chuyện gấp phía dưới, hắn thậm chí quên hỏi Diệp Thần yêu cầu nhậm phi phàm siêu thiên đế huyết. Diệp Thần cũng biết tình thế hung hiểm, liền lập tức đi đến trên truyền tống trận mặt. Chiếu cố tốt tiểu nha đầu này. Tinh Hải Công nhìn xem trong lồng ngực tiểu mạt lị, 10 điểm không bỏ, nhưng vẫn là không thể làm gì, đem tiểu mạt lị giao cho Diệp Thần. Diệp Thần đưa tay muốn đi ôm, nhưng đột nhiên, lại thấy thân thể cứng đờ, vô pháp động đậy. Tinh Hải Công vẻ mặt đột biến, trong nháy mắt này, hắn cũng là thân thể cứng ngắc, sững sờ tại chỗ. Diệp Thần cùng hắn, phảng phất đều thành điêu khắc. Không khí chung quanh, cũng giống như triệt để đóng lại, trong không khí lộ ra một cỗ sơ xác tiêu điều lạnh lẽo ý vị, nguyên bản khói mù răng đầy bầu trời đêm, mở rộng một cái lỗ thủng, hang bên trong một vòng trăng tròn treo trên cao. Ánh trăng chiếu vào khoảng cách truyền tống trận cách đó không xa trên một ngọn núi. Chỉ thấy đỉnh núi kia, chẳng biết lúc nào bắt đầu, xuất hiện một cái tiên phong đạo cốt thân ảnh, người mặc lấy đạo bào, trong tay nghiêng nắm một đoạn cành khô, đưa lưng về phía Diệp Thần cùng Tinh Hải Công, cũng giống như đưa lưng về phía chúng sinh vạn giới, lộ ra một cỗ lẫm liệt xâm nghiêm chi ý. Trong tay hắn chỗ cầm, chẳng qua là một đoạn cành khô, nhưng lại từ trong đó tràn ngập ra một cỗ tuyệt thế băng lãnh kiếm ý. Cỗ kiếm ý này bao phủ thiên địa, nghiền ép càn khôn, lại mơ hồ cùng Tuyệt Mệnh Kiếm vực trung ương Tuyệt Mệnh Thiên Kiếm cộng minh. Tại cỗ kiếm ý này nghiền ép dưới, Diệp Thần cùng Tinh Hải Công đều không thể động đậy một chút, như pho tượng đọng lại. Dùng Diệp Thần đạo tâm mạnh mẽ,
còn có tinh hải công tu vi mạnh mẽ, coi như là đỉnh cấp thiên đế kiếm ý, đều khó có khả năng để bọn hắn ngưng trệ tại chỗ. Nhưng này tay cầm cành khô người, khí tức của hắn, đã cùng tuyệt mệnh thiên kiếm cộng minh. Diệp thần cùng tinh hải công, phải đối mặt, không chỉ là cái này người, còn có tuyệt mệnh thiên kiếm. Tuyệt mệnh thiên kiếm kiếm ý, còn có ngày xưa thiên đấu sát thần lưu lại một tia sát khí, quả thực là kinh thiên động địa khủng bố, nghiền ép hết thảy, bao phủ hết thảy, liền diệp thần cùng tinh hải công, thế mà đều không thể phản kháng. Cái kia tiên phong đạo cốt thân ảnh, xoay người lại, chính là một cái lão giả, hắn bóng lưng thoạt nhìn như thế xuất trần tuyệt thế, nhưng chính diện tướng mạo lại hết sức xấu xí, vàng như nến mặt mọc lên mấy khỏa nhọt, một bộ bao thiên răng thưa thớt, tóc rối bời, cùng bóng lưng hình ảnh tương phản to lớn. Tinh hải công, luân hồi chi chủ, các ngươi muốn làm gì? Lão giả cười hắc hắc cười, trong mắt bên trong lưu chuyển lên xanh biếc hào quang, không nói ra được dọa người. Tinh hải công biểu lộ hết sức khó xử, cười khan mấy lần, nói, khô kiếm si, đã lâu không gặp, người kiếm đạo lại tinh tiến, chắc là tìm hiểu tuyệt mệnh thiên kiếm bên trong vô thượng tuyệt nói, thật đáng mừng a. Đang khi nói chuyện, tinh hải công động tác 10 điểm chật vật lấy xuống bên hông hồ lô rượu, mở ra cái nắp uống một ngụm rượu, tại kiếm ý bao phủ xuống cứng đờ thân thể, mới thoáng có thể lung lay một chút. Hắn lại đem rượu hồ lô đưa cho Diệp thần càng không do dự, lập tức uống một ngụm, chợt cảm thấy toàn thân ấm áp, khô kiếm si kiếm ý mang tới băng lãnh nghiền ép, lập tức liền hóa giải rất nhiều. Chỉ bất quá, Diệp thần biểu lộ, lại hết sức khó coi, tại tối hậu quan đầu, chung quy là bị khô kiếm si phát hiện. Khô kiếm si khí tức, nhưng Diệp thần thấy vô cùng e dè. Cái này khô kiếm si, hàng năm lĩnh hội tuyệt mệnh thiên kiếm, đã có thể cùng tuyệt mệnh thiên kiếm câu thông, toàn thân trên dưới đều tràn ngập tuyệt mệnh sát khí gợn sóng, vô cùng khinh khủng. Khô kiếm si xanh biếc trong mắt hào quang chớp động, chỉ hắc hắc bật cười, nói tinh hải công, luân hồi chi chủ đại giá quang lâm, ngươi cũng không nói cho ta một tiếng, còn có ngươi một tiếng không hử tiến vào ta tuyệt mệnh kiếm vực, đến cùng muốn làm gì? Kiếm bắc giới bên trong, khô kiếm si chủ vực nội, tinh hải công chủ vực ngoại, hai bên xưa nay rất ít qua lại. Tinh hải công vụng trộm mang Diệp thần bước vào tuyệt mệnh kiếm vực, vậy dĩ nhiên là đại đại không hợp quy củ. Tinh hải công cười khan nói, cũng không có gì, liền là muốn mượn dùng cái truyền tống trận, hắc hắc, nhìn ngươi lão đầu tử này, khẳng định là không cho mượn, vậy được rồi, ta đi chính là, ta đi. Luân hồi chi chủ, chúng ta đi. Hắn ôm tiểu mạt lị, hướng Diệp thần liếc mắt ra hiệu, liền đi ra ngoài. Khô kiếm si xâm nghiêm nói, ta tuyệt mệnh kiếm vực địa phương nào, các người muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, thật coi ta khô kiếm si không tồn tại. Tiếng nói vừa ra, trong tay hắn cành khô vung lên, một đạo kinh khủng kiếm quang bổ ra, bổ vào Diệp thần cùng tinh hải công trước mặt, tại trước mặt hai người đánh ra một đạo lạch trời, ngăn cản bước chân của hai người. Tinh hải công biến sắc, nói, lão phong tử, người có ý tứ gì, thật muốn động thủ đúng không? Lão già ta mặc dù không phải địch thủ của ngươi, nhưng ngươi muốn giết ta, ta ít nhất phải nhường ngươi lột một tầng ra. Nói xong, tinh hải công hai con ngươi thiên đế tức điên nứt, bắn ra hai đầu thật dài kim quang, như điện đánh giết hướng khô kiếm si. Khô kiếm si vung động trong tay cành cây khô, đem ngăn lại, cười cười nói, tinh hải công, ngươi cũng là không cần như thế táo bạo, hai chúng ta sư huynh đệ, lại có thể đồng môn tương tàn. Chỉ cần ngươi chịu đáp ứng. Giúp ta trấn áp kiếm tộc cùng thú tộc, giúp ta chiếm lấy tuyệt mệnh thiên kiếm, sau khi chuyện thành công, ngươi cùng luân hồi chi chủ muốn làm gì, ta đều tùy ngươi. Tinh hải công nghe xong, lập tức lắc đầu liên tục, nói, không đi, không đi. Muốn ta giúp ngươi đánh nhau, vậy cũng rất không thú vị, chém chém giết giết có ý gì, còn không bằng uống rượu, ta không đi. Khô kiếm si lạnh lùng nói, tinh hải công, hôm nay ngươi nếu không chịu đáp ứng giúp ta, ngươi tự nhiên có khả năng rời đi. Nhưng luân hồi chi chủ có thể cũng đừng nghĩ đi. Tinh hải công nói, thế nào, lão phong tử, người uy hiếp ta. Khô kiếm si nói, ta chỉ hỏi ngươi, có chịu hay không giúp ta. Tinh hải công nói, ta nói, chém chém giết giết, ta không hứng thú. Khô kiếm si xâm nghiêm nói, đã như vậy, cái kia đừng trách ta vô tình, ta thôn phệ luân hồi chi chủ, như cũ có khả năng bắt lại tuyệt mệnh thiên kiếm. Tuyệt mệnh kiếm chiều, cho ta thôn phệ. Chỉ thấy khô kiếm si vung tay lên, phương xa tuyệt mệnh thiên kiếm, lập tức ông một thanh âm vang lên, bộc phát ra từng sợi khí lưu màu vàng óng thủy triều,
ẩn chứa trong đó vô biên thiên đế khí, còn có không gì sánh nổi mạnh mẽ kiếm ý gợn sóng. Màu vàng kim kiếm chiều, theo đại địa phương xa cuồn cuộn gào thét tới, ven đường những nơi đi qua, núi đá băng diệt, cây cối cắt đứt, dã thú sinh linh đổ thán, hừng hực kiếm chiều phảng phất có thể yên diệt hết thảy, tại ánh trăng trong sáng chiếu rọi, lộ ra hào quang óng ánh. Không tốt! Tinh Hải Công nhìn thấy kiếm chiều gào thét tới, lập tức vẻ mặt đại biến, hướng về phía Diệp Thần quát. Tiểu tử, mau trốn! Diệp Thần thấy cái kia kim sắc kiếm chiều kéo tới, cũng là thấy vô cùng hung hiểm, đang muốn tránh đi, nhưng lúc Tinh Long Thần lại giống to. Không cần tránh, tương kế tự kế đi. Mượn kiếm chiều vào thiên kiếm, có lẽ còn có chiếm lấy tuyệt mệnh thiên kiếm cơ hội. Diệp Thần cảm thấy khẽ động, nhìn thấy cái kia kiếm chiều đột kích, liền không có né tránh. Tiếp theo sát, cuồn cuộn kiếm chiều mãnh liệt tới, quấn lấy Diệp Thần thân thể, mà lùi về sau chiều cuốn ngược, đem thân thể của hắn, cuốn về phía tuyệt mệnh thiên kiếm bên trong. Tinh Hải Công vẻ mặt đại biến, biết Khô Kiếm Si là muốn coi Diệp Thần là thức ăn, nuôi nấng cho tuyệt mệnh thiên kiếm, hắn hét lớn, lão phong tử, người dám giết luân hồi chi chủ, liền không sợ Nhậm Phi Phàm trả thù. Khô Kiếm Si cười lạnh nói, Nhậm Phi Phàm, hắn tính là gì, chờ ta chấp trưởng tuyệt mệnh thiên kiếm, ta chém giết chư thiên vô địch, ngươi chờ xem đi, Tinh Hải Công. Cả ngày chỉ biết là uống rượu ngươi, lại có thể hiểu rõ cảnh giới của ta. Trong lúc nói chuyện, Khô Kiếm Si trong đôi mắt, tràn đầy nóng rực cuồng nhiệt hưng phấn vẻ mặt, tưởng tượng lấy chính mình như năm đó thiên đấu sát thần như vậy vô địch, cầm kiếm chém ngang chư thiên, nghiền ép chúng sinh. Tinh Hải Công nhìn thấy hắn bộ kia cuồng nhiệt biểu lộ, chỉ cảm thấy bi thương. Mà lúc này Diệp Thần, bị cuốn vào màu vàng kim kiếm chiều bên trong, chỉ cảm thấy kiếm chiều bên trong, tràn ngập từng đạo tinh mịn kiếm khí bén nhọn, không ngừng tung hoành rào cắt, muốn đem hắn thân thể cắt thành mảnh vỡ. Bất động long trình vương chí tôn pháp. Trong lúc nguy cấp, Diệp Thần mượn dùng đúc tinh long thần một tia lực lượng, bày ra bất động long vương chí tôn pháp, từng sợi long hình cương khí hộ thể, chống cự lại kiếm chiều xâm phạt. Thân thể của hắn, không ngừng bị cuốn hướng tuyệt mệnh thiên kiếm, khoảng cách tuyệt mệnh thiên kiếm tới gần, Diệp Thần có thể vô cùng rõ ràng cảm nhận được thanh kiếm kia khủng bố, ẩn chứa trong đó sát khí, kiếm ý, quả thực là nghiền ép hết thảy, xuyên thấu hết thảy, hắn long hình cương khí đều không thể hoàn toàn ngăn cản, cương khí vòng bảo hộ bị đánh xuyên, có từng tia bén nhọn kiếm khí xuyên thấu tới, lập tức xuyên tim vào phổi, làm cho hắn vô cùng nhói nhói. Khô Kiếm Si đứng trên đỉnh núi, yên lặng nhìn chăm chú lấy một màn này, ánh mắt vô cùng lãnh khốc, lại có phần có đắc ý sắc, nghĩ thầm cầm Diệp Thần tế kiếm về sau, hắn là có thể thuận lợi hơn trưởng khống tuyệt mệnh thiên kiếm. Mà Diệp Thần khoảng cách gần đối mặt tuyệt mệnh thiên kiếm, chỉ cảm thấy mình như con kiến hôi nhỏ bé, toàn thân lại bị kiếm ý xuyên thấu, nhói nhói khó nhịn, nói. Này tuyệt mệnh thiên kiếm, khí tức cư nhiên như thế khủng bố. Đúc tinh long thần, người nói tương kế tự kế, muốn ta tiến vào thiên bên trong kiếm, chỉ sợ ta liền lập tức muốn chết gà. Không xong rồi, ta nhất định phải lập tức thoát thân. Đúc tinh long thần cảm nhận được tuyệt mệnh thiên kiếm khủng bố, cũng là chấn động, nói, thanh kiếm này, kiếm khí so với ngày xưa thời đại viễn cổ, thế mà hung hãn rất nhiều. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Mộ chủ, cái kia vẫn là đi mau đi. Hắn nguyên bản còn dự định nhường Diệp Thần tương kế tự kế, đi chiếm lấy tuyệt mệnh thiên kiếm, nhưng bây giờ thấy tuyệt mệnh thiên kiếm kiếm khí, khủng bố đến tình trạng như thế, hắn cũng vô cùng e dè, không còn dám nhường Diệp Thần mạo hiểm. To lớn nguy nga tuyệt mệnh thiên kiếm, vạn trượng thông thiên, thiết thạch tính chất thân kiếm, ở dưới bóng đêm hiện ra kinh khủng sáng bóng, không cách nào tưởng tượng phong duệ sát khí, tại kiếm thân chu vi quanh quẩn, tạo thành một cái yên diệt trường vực. Tại đây cái yên diệt trường vực bên trong, thiên đế đều phải bỏ mạng, Diệp Thần mong muốn tay không đoạt kiếm, cái kia cùng muốn chết không sai biệt lắm. Một khi thân thể của hắn, bị cuốn vào tuyệt mệnh thiên kiếm bên trong, cái kia cũng chỉ có triệt để yên diệt xuống tràng, coi như có thể tại tinh không thần chỉ phục sinh, một thân tu vi khí huyết khẳng định phải mất đi, chỉ còn lại một bộ xác không, vậy còn không bằng trực tiếp chết rồi. Luân hồi mộ táng công, táng diệt. Diệp Thần khẽ cắn môi. Trong lúc nguy cấp, trực tiếp mở ra luân hồi mộ táng công, một tòa thật to luân hồi chi bàn, liền theo trên thân nổi lên, răng rắc chuyển động, đem khỏa quấn lấy hắn tuyệt mệnh kiếm chiều, triệt để cắn nát. Khô Kiếm Si thấy cảnh này, lập tức rất đỗi chấn động, đặc biệt là khi hắn thấy cái kia luân hồi chi bàn phía trên,
lại có thiên tổ đồ đằng hư ảnh, nội tâm càng là run rẩy, lẩm bẩm nói. Tiểu tử này, thế mà đã luyện thành luân hồi mộ táng công. Không, nhất định phải giết hắn, bằng không tương lai có một ngày, hắn đi quá giới hạn thiên tổ quyền hành, chẳng phải là hỏng bét. Tại thời khắc này, Khổ Kiếm si động sát tâm cùng một chỗ, giữa thiên địa liền phong nguyệt tiêu sát, hoàn toàn lạnh lẽo, trong tay hắn rõ ràng chẳng qua là chấp nhất một đoạn cành khô, nhưng tại lúc này, lại phảng phất tay cầm tuyệt mệnh thiên kiếm, sát khí mãnh liệt xâm nghiêm, bàng bạc kiếm đạo khí tràng, trực tiếp che đậy càn khôn, bao phủ lại Diệp Thần. Kinh khủng như vậy kiếm đạo khí tràng, đủ để đem tinh hải công đều dừng lại thành một bộ điêu khắc. Nhưng lúc này Diệp Thần đã in thi triển ra luân hồi mộ táng công, nương tựa theo sau lưng luân hồi chi bàn, lại mạnh mẽ chống cự ở Khô Kiếm si kiếm đạo khí tràng. Bất quá dù là như thế, Diệp Thần cũng là thấy trước nay chưa có áp lực thật lớn, thân thể phảng phất muốn bị đè sập. Lão đầu này, kiếm khí quá kinh khủng. Diệp Thần khẽ cắn môi, cũng không có ham chiến, lập tức lách mình trốn vào bên cạnh trong rừng cây, sau đó thu liếm khí tức, liền hướng tuyệt mệnh kiếm vực chỗ hẻo lánh bỏ chạy mà đi. Trên thân tuôn ra từng đầu không gian pháp tắc, vũ trụ mệnh cách không gian chi lực phát động, lập tức tại tuyệt mệnh kiếm vực bên trong, bày ra từng mảnh phức tạp vĩ độ không gian, tầng tầng đan xen chồng chất điệt, không gian triệt để rối loạn. Tại đây rối loạn chồng chất điệt không gian bên trong, Khô Kiếm si lập tức con mắt đều bỏ ra, lập tức liền là đi Diệp Thần bóng dáng, cũng không cách nào bắt. Đáng chết tiểu tử, muốn chạy trốn sao? Phù sinh, lập tức phong tỏa kiếm vực. Một con ruồi đều đừng cho bay ra ngoài. Khô Kiếm si phát ra to rõ thanh âm, lập tức tuyệt mệnh kiếm vực một chỗ đạo cung bên trong, một đạo thần vương tinh mang phóng lên tận trời, mang theo vô số cường giả, trực tiếp đi phong tỏa tuyệt mệnh kiếm vực biên giới. Diệp Thần mượn không gian thủ đoạn, tạm thời theo Khô Kiếm si ngay dưới mắt đào thoát, nhưng hồi tưởng lại Khô Kiếm si khủng bố, hắn vẫn là vô cùng e dè. Đúc Tinh Long Thần nói, không phải lão đầu kia khủng bố. Là tuyệt mệnh thiên kiếm khủng bố, hắn cáo mượn oai hùng thôi, lợi hại chính là tuyệt mệnh thiên kiếm. Khô Kiếm si mang cho Diệp Thần uy áp, thế mà mạnh mẽ, có hơn phân nửa kỳ thật đều nguồn gốc từ tuyệt mệnh thiên kiếm bản thân. Đến mức Khô Kiếm si tự thân thực lực tu vi, kỳ thật liền cùng tinh hải công không sai biệt lắm, cũng không có cỡ nào không hợp thói thường. Bởi vì không không thời không hệ thống tu luyện là có cực hạn liền là cửu phẩm thiên đế, đến một bước này về sau. Thì tương đương với mãn cấp, rất khó lại có đột phá, sau khi đột phá liền là siêu phẩm thiên đế, nơi nào có dễ dàng như vậy. Khô Kiếm si cùng tinh hải công, tu vi cảnh giới hầu như đều là cửu phẩm thiên đế dáng vẻ, Khô Kiếm si hung hãn như vậy lợi hại, là bởi vì mượn tuyệt mệnh thiên kiếm lực lượng. Diệp Thần lắc lắc đầu nói, đó cũng là hắn lợi hại, này có thể không xong, hắn muốn giết ta, bắt ta tế kiếm, ta nên như thế nào phá cục. Diệp Thần nhíu mày lâm vào trầm tư, hắn ban đầu chỉ muốn theo kiếm bác giới mượn đường, dựa vào trước truyền tống trận đi về phía Nam Châu Thiên, sự tình phát triển đến một bước này, là hắn không có nghĩ tới. Hắn là thiên tổ tiên đoán bên trong người phát ngôn, nhưng rõ ràng, Khô Kiếm si cũng không đồng ý hắn cái này người phát ngôn, thậm chí muốn giết hắn tế kiếm. Diệp Thần suy nghĩ lấy phá cục chi pháp, tiểu mạt lị trong tay tinh hải công, sẽ không có sự tình, nhưng hắn liền nguy hiểm. Nếu là hắn bại lộ, Khô Kiếm si sẽ trước tiên giết hắn. Luân hồi chi chủ, là ngươi sao? Ngay tại Diệp Thần do dự thời khắc, bên cạnh trong rừng cây truyền ra một đạo kinh nghi bất định thanh âm. Người nào? Diệp Thần lập tức cảnh giác lên, tiểu đạo thiên kiếm nắm chặt nơi tay. Luân hồi chi chủ, đừng như vậy, chúng ta là kiếm tộc con dân. Chỉ thấy một bên trong rừng cây, có 5-6 cái thanh niên nam tử đi tới. Bọn hắn lại là tò mò lại là khẩn trương đánh giá Diệp Thần. Diệp Thần nhìn thấy mấy cái này thanh niên nam tử, lập tức nội tâm chấn động, thế mà từ trên người bọn họ, bắt được thiên đấu sát thần nhân quả khí tức. Các ngươi là thiên đấu sát thần hậu duệ. Diệp Thần kỳ dị hỏi, hắn không nghĩ tới, tại đây tuyệt mệnh kiếm vực bên trong, thế mà sẽ có thiên đấu sát thần hậu duệ. Một thanh niên nam tử nói, đúng, xem như thế đi, chúng ta kiếm tộc. Theo tuyệt mệnh thiên kiếm bên trong sinh ra, thiên sinh liền kế thừa thiên đấu sát thần huyết khế, hoàn toàn chính xác xem như thiên đấu sát thần hậu duệ. Diệp Thần nói, là chính là, không phải cũng không phải là, xem như là có ý gì. Cái kia thanh niên nam tử có chút dầu dĩ nói, chúng ta kiếm tộc, dù sao không phải thiên đấu sát thần tự tay sáng tạo,
chẳng qua là theo tuyệt mệnh thiên kiếm bên trong diễn sinh ra chủng tộc, cho nên huyết mạch không tính chính tông. Diệp Thần đại khái hiểu, gật đầu nói, bất kể như thế nào, các ngươi cũng xem như thiên đấu sát thần con dân. Cái kia thanh niên nghe được Diệp Thần tán thành, lập tức trở nên kích động, nói, đúng vậy. Luân hồi chi chủ, ngươi là thiên đấu sát thần truyền nhân A. Chúng ta từ trên người ngươi, có thể bắt được truyền thừa của hắn khí tức. Diệp Thần bày ra tầng tầng không gian thủ đoạn, ẩn nấp tự thân, liền Khô Kiếm Si đều không có phát hiện hắn, nhưng mấy cái này kiếm tộc thanh niên, lại có thể tìm tới hắn, chính là bởi vì trên người hắn, có thiên đấu sát thần truyền thừa khí tức. Diệp Thần gật đầu nói, đúng, ta đích xác xem như thiên đấu sát thần truyền nhân. Cái kia thanh niên nam tử kích động nói, vậy thì tốt quá, luân hồi chi chủ, người nhất định muốn giúp chúng ta chiếm lấy tuyệt mệnh thiên kiếm A. Nếu là có người tương trợ, ta kiếm tộc nhất định có khả năng thắng qua thú tộc cùng Khô Kiếm phái, bắt lại tuyệt mệnh thiên kiếm. Diệp Thần nói, các ngươi mong muốn tuyệt mệnh thiên kiếm. Thanh niên kia nói, đúng vậy. Tuyệt mệnh thiên kiếm đây chính là thiên đấu sát thần binh khí A. Chúng ta nếu có thể bắt lại này kiếm, nhất định có thể cho chí cao vô thượng thiên đấu sát thần đại nhân khôi phục. Diệp Thần gật đầu, hiểu rõ kiếm tộc nguyện vọng, liền là chiếm lấy tuyệt mệnh thiên kiếm, khôi phục thiên đấu sát thần. Hắn nghĩ thầm, Khô Kiếm Si muốn giết ta nghĩ tự vệ, chỉ có trước cầm xuống tuyệt mệnh thiên kiếm. Nếu như Diệp Thần có thể chấp trưởng tuyệt mệnh thiên kiếm, Khô Kiếm Si liền không cách nào lại mượn lực. Hắn lại nghĩ phản kích, tự nhiên sẽ đơn giản rất nhiều. Mà lại thiên đấu sát thần ủy thác, cũng là gọi hắn đi chiếm lấy tuyệt mệnh thiên kiếm, đây là thiên đấu sát thần tàn hồn, khôi phục ngày xưa phong mang nơi mấu chốt. Cẩn thận suy nghĩ tính toán cân nhắc, Diệp Thần nội tâm liền kiên định xuống tới, có rõ ràng quyết đoán, cái kia chính là muốn trực tiếp ra tay, nghĩ biện pháp chiếm lấy tuyệt mệnh thiên kiếm. Tuyệt mệnh thiên kiếm khí thế khủng bố, đủ để yên diệt hết thảy. Các ngươi có biện pháp gì tốt có khả năng chiếm lấy? Diệp Thần hỏi. Coi như xem nhẹ Khô Kiếm phái, không có bất kỳ người nào tham dự tranh đoạt, nghĩ muốn bắt lại tuyệt mệnh thiên kiếm, rõ ràng cũng không phải chuyện dễ dàng gì, thanh kiếm kia phong mang sát khí quá kinh khủng, đủ để yên diệt thiên đế, người bình thường quá mức đến gần lời, chỉ có bị kiếm khí xuyên thấu, thịt nát xương tan xuống tràng. Liền tới gần đều làm không được, chớ nói chi là chiếm lấy chấp trưởng. Thanh niên kia nói, luân hồi chi chủ, người trước cùng chúng ta hồi trở lại kiếm tộc bộ lạc, cùng thánh tử đại nhân trước thương lượng một chút rồi nói sau. Diệp Thần gật đầu nói, cũng tốt. Ngay sau đó, Diệp Thần liền đi theo mấy cái này thanh niên, đi tới kiếm tộc bộ lạc chỗ. Kiếm tộc bộ lạc tại một chỗ bên trong dãy núi vần quanh, tự nhiên hình thành bình chướng, kiếm tộc bộ lạc lại bày ra tinh bích hệ phòng ngự, ngoài quần sơn vây bảo bọc một tầng tinh bích vòng bảo hộ. Vòng bảo hộ bên trên thấp thoáng có từng nét bùa chú đang lưu chuyển, những phù văn này hình thành đồ đằng, bên ngoài quan sát như một đầu huyền vũ cự quy. Diệp Thần đứng tại dãy núi bên ngoài, nhìn thấy cái kia tinh bích vòng bảo hộ bên trên huyền vũ đồ đằng, nội tâm chấn động mạnh một cái, lại thấy thần giáp mệnh tinh rung động, cùng cái kia huyền vũ đồ đằng sinh ra một tia cộng minh. À, đây là, huyền vũ mảnh vỡ khí tức, các ngươi nắm giữ thần giáp mệnh tinh huyền vũ mảnh vỡ. Diệp Thần vô cùng kinh ngạc, nhìn phía sau mấy cái thanh niên. Bọn hắn đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, trên núi truyền ra một thanh âm, đích thật là huyền vũ mảnh vỡ. Chỉ thấy lại một thanh niên nam tử theo núi bên trong đi ra, tướng mạo cứng rắn, sau lưng gánh vác lấy 7 chuôi tinh tế trường kiếm, mũi kiếm như dương cánh mở, nghiêng nghiêng chỉ thiên. Thánh tử đại nhân, Diệp Thần sau lưng mấy cái thanh niên, lập tức đối người thanh niên này cung kính hành lễ. Thanh niên nam tử hướng Diệp Thần chắp tay, nói tại hạ Cảnh Nguyên, chính là kiếm tộc bộ lạc thủ lĩnh, gặp qua luân hồi chi chủ. Diệp Thần ôm quyền hoàn lễ nói, hạnh ngộ, hạnh ngộ. Cảnh Nguyên mỉm cười, nói, luân hồi chi chủ, ngươi là thiên đấu sát thần truyền nhân. Diệp Thần nói, xem như. Cảnh Nguyên nói, cái kia chắc hẳn ngươi đã nắm giữ thiên đấu đại đồ kiếm. Thiên đấu đại đồ kiếm, thiên đấu sát thần tuyệt kỹ thành danh. Danh xưng thế gian sát phạt mạnh nhất kiếm pháp, tại tam thập tam thiên thần thuật bài danh thứ 3, uy thế to lớn. Diệp Thần nói, hơi nắm giữ một điểm bí quyết. Cảnh Nguyên con người bỗng nhiên rét lạnh, bắn ra tinh mang, nói, vậy thì tốt, xin chỉ giáo. Tiếng nói vừa ra, hắn đột nhiên ra tay, ngón tay một câu, sau lưng 7 thanh trường kiếm bắn ra, kiếm như hàn tinh trục nguyệt,
phía trên mang theo một cỗ lăng lệ cực điểm sát phạt khí tức, cái kia đúng là Thiên Đấu Đại Đồ Kiếm sát khí. Thiên Đấu Đại Đồ Kiếm là thế gian tuyệt đỉnh kiếm pháp, tu luyện độ khó cực cao, Cảnh Nguyên cũng không có chân chính luyện thành, chẳng qua là mò tới một điểm cánh cửa ra lông, liền là điểm này ra lông, đã để chiêu kiếm của hắn, sát khí ngút trời, tựa như muốn đổ lấy hết tất cả. Diệp Thần không nghĩ tới vừa vừa thấy mặt, Cảnh Nguyên liền muốn xuất thủ, hiển nhiên là muốn nghiệm chứng thực lực của hắn, hắn cũng không muốn bị còn nhỏ dò xét, lập tức liền vung ra tiểu đạo thiên kiếm, một chiêu chính tông Thiên Đấu Đại Đồ Kiếm, đường đường chính chính chảm giết ra ngoài. Thiên Đấu Đại Đồ Kiếm uy lực to lớn, dĩ vãng Diệp Thần muốn thi triển, thường thường cần thời gian ấp ủ kiếm ý, nhưng lúc này hắn tu vi đã 10 điểm tinh thâm, xuất kiếm thuần phát, cũng không cần ấp ủ kiếm ý. Chỉ thấy Diệp Thần nhất kiếm chảm ra, chỉ một thoáng thiên địa huyết mang mãnh liệt, đất bằng phong lôi khởi, cuồn cuộn bạo liệt, phương xa tuyệt mệnh thiên kiếm, thậm chí cùng kiếm khí của hắn sinh ra cộng minh. Cỗ này cộng minh khí tượng, liền Diệp Thần chính mình cũng không ngờ tới, hắn nghĩ thầm, tại tuyệt mệnh kiếm vực thi triển Thiên Đấu Đại Đồ Kiếm, có thể cùng tuyệt mệnh thiên kiếm cộng minh. Cộng minh phía dưới, Diệp Thần kiếm khí uy thế càng kinh khủng, thêm nữa hắn tiểu đạo thiên kiếm, lại là siêu nhất lưu thần binh lợi khí, nhất kiếm chảm ra, hắn mặc dù không có tận lực dùng sức, nhưng kiếm thế vẫn là bàng bạc thao thiên, chanh một tiếng, chỉ nhất kiếm, liền đem Cảnh Nguyên 7 thanh phi kiếm, toàn bộ chặt đứt. Hung mãnh kiếm khí cuồng bạo, càng đem Cảnh Nguyên thân thể, trực tiếp đánh bay ra ngoài. Người sau vô cùng chật vật, há miệng phun máu tươi tung tóe, trực tiếp liền tầng tầng té ngã trên đất. Thánh tử đại nhân, ở đây kiếm tộc bộ lạc người, đều choáng váng, vội vàng tới đỡ lên Cảnh Nguyên. Cảnh Nguyên có thể là thần vương cấp bậc cường giả, nhưng đối mặt Diệp Thần, thế mà liền nhất kiếm cũng đỡ không nổi. Khục, khụ khụ, luân hồi chi chủ, hảo kiếm pháp, không hổ là thiên đấu sát thần truyền nhân. Cảnh Nguyên lung la lung lay từ dưới đất đứng lên, trong mắt tràn đầy khâm phục cùng sùng kính, xem như bị Diệp Thần chấn phục. Diệp Thần Thiên Đấu Đại Đồ Kiếm, uy thế hung mãnh như vậy, hiển nhiên là đạt được thiên đấu sát thần chân truyền. Diệp Thần mỉm cười, nói Cảnh Nguyên huynh, không có sao chứ. Cảnh Nguyên lau đi khóe miệng máu tươi, nói, không có việc gì, ta có thể là thần vương, khục. Mà lại ta còn có cái này phòng thân đây. Hắn móc ra một tờ linh phù, chỉ thấy linh phù kia phía trên, in huyền vũ cự quy đồ đằng, cùng thần giáp mệnh tinh huyền vũ mảnh vỡ, khí tức tương thông. Diệp Thần chấn động, nói, trong truyền thuyết huyền vũ mảnh vỡ, là tại Cảnh Nguyên huynh trong tay. Thần giáp mệnh tinh tứ tượng mảnh vỡ, Diệp Thần đã đến 3 khối, còn kém cuối cùng một khối huyền vũ mảnh vỡ, nếu như có thể đạt được huyền vũ mảnh vỡ, vậy hắn thần giáp mệnh tinh, là có thể triệt để đốt sáng lên. Nếu là thần giáp mệnh tinh, có thể triệt để thắp sáng, Diệp Thần tu vi, nhất định có khả năng tăng nhanh như gió, mà lại tương lai cứu rỗi Nhậm Phi Phàm, nắm bắt cũng sẽ lớn hơn nhiều. Cảnh Nguyên cười nói, luân hồi chi chủ, xem ra ngươi là rất muốn này huyền vũ mảnh vỡ a. Diệp Thần nói, đúng vậy. Cảnh Nguyên lắc lắc đầu nói, đáng tiếc này huyền vũ mảnh vỡ, không trong tay ta, sớm đã bị Nam Châu Thiên người mang đi. Diệp Thần nói, Nam Châu Thiên. Cảnh Nguyên nói, đúng vậy, tiến đến rồi nói sau. Diệp Thần gật đầu, đi theo Cảnh Nguyên, bước vào kiếm tộc trong bộ lạc. Kiếm tộc trong bộ lạc phòng ốc, phần lớn là tảng đá xây tạo, cổ sơ thô kệch, mang theo nguyên thủy khí tức. Cảnh Nguyên mang theo Diệp Thần, đi vào trung tâm trong nhà đá, hai người phân chủ khách vào chỗ, tả hữu thị vệ dâng lên rượu. Diệp Thần uống một ngụm, cảm giác mùi vị cùng tinh hải công rượu so sánh, kém xa, hắn cũng không nghi ngờ, hỏi cái kia huyền vũ mảnh vỡ, đến cùng chuyện gì xảy ra. Bây giờ là tại Nam Châu Thiên. Cảnh Nguyên con ngươi lướt qua một tia thâm thúy, nói đến, đó cũng là thật lâu trước sự tình, niên đại xa xưa đến ta đều quên, đó là ta kiếm tộc vừa mới sinh ra sau đó không lâu, thiên hàng thiên thạch, cái kia vành đai thiên thạch có không gì sánh nổi thần bí cường hãn thủ hộ lực lượng. Ta kiếm tộc vừa mới sinh ra, 10 điểm yếu ớt, khô kiếm phái dung không được chúng ta, nghĩ đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt, dùng tuyệt hậu hoạn, nhưng may mắn có cái kia thiên thạch thủ hộ. Ta kiếm tộc cuối cùng là đứng vững gót chân. Ta sau này mới biết được, cái kia thiên thạch nguyên lai liền là thần giáp mệnh tinh huyền vũ mảnh vỡ, thần giáp mệnh tinh tứ tượng bên trong mảnh vỡ, dùng huyền vũ mảnh vỡ thủ hộ lực tối cường. Chúng ta kiếm tộc bộ lạc, dùng huyền vũ mảnh vỡ bố trí xuống tinh bích thủ hộ, liền khô kiếm phái cũng không thể công phá,
Ta kiếm tộc bộ lạc tại huyền vũ mảnh vỡ thủ hộ dưới, phồn diễn sinh sống vô tận kỷ nguyên, nhưng cũng tiếp thực lực thủy chung đuổi không kịp khô kiếm phái, thậm chí liền một cái thiên đế đều không có thể sinh ra, tu vi cao nhất cũng chỉ có thể tu luyện tới thần vương, thiên đế là trăm triệu cũng không thể đột phá. Diệp Thần nói, vì sao? Cảnh Nguyên bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, bởi vì chúng ta kiếm tộc, là theo tuyệt mệnh thiên kiếm bên trong diễn sinh ra chủng tộc, cũng không phải là thiên đạo sinh dưỡng, thiên sinh liền là không hoàn mỹ, mong muốn chứng đạo thiên đế, tự nhiên so với thường nhân gian nan gấp trăm lần. Sau này có một ngày, Nam Châu Thiên người buông xuống, nói có khả năng cho chúng ta một kiện đồ vật, để cho chúng ta có chứng đạo thiên đế cơ hội, điều kiện là muốn chúng ta giao ra huyền vũ mảnh vỡ. Bọn hắn cũng có thể theo bên trong người bảo đảm, cam đoan chúng ta giao ra huyền vũ mảnh vỡ về sau, sẽ không nhận khô kiếm phái công kích. Diệp Thần nói, ồ, sau đó các ngươi liền tin tưởng. Cảnh Nguyên bất đắc dĩ cười một tiếng, nhân tiện nói, Nam Châu Thiên Hòa khô kiếm phái đều là đã từng thiên tổ tín đồ, thư của bọn hắn vâng tự nhiên là đáng tin. Diệp Thần nghĩ thầm cũng thế, liền gật gật đầu. Cảnh Nguyên nói, lúc ấy chấp trưởng kiếm tộc bộ lạc, là phụ thân của ta. Hắn tu vi là thần vương đỉnh phong, nằm mơ nổi điên đều nghĩ chứng đạo thiên đế, hắn liền đáp ứng Nam Châu Thiên, giao ra huyền vũ mảnh vỡ, đã đổi lấy vật kia. Diệp Thần cũng hứng thú, nói, đồ vật gì, thật có thể giúp các ngươi chứng đạo thiên đế. Cảnh Nguyên nói, là một mảnh trang sách, Vi Đà Chân Kinh trang sách. Nam Châu Thiên người nói, Vi Đà Chân Kinh chính là đại thần viết thiên thư, bên trong ẩn chứa tất cả thần thông huyền bí, còn có hắn đối thế gian quy luật pháp tắc. Đủ loại tu vi cảnh giới chân giải, có thể nói ảo diệu vô tận, nếu người nào có thể tìm hiểu Vi Đà Chân Kinh, người đó liền có thể trở thành thần Shiva cường đại như vậy tồn tại. Phụ thân ta suy tính thiên cơ, hết thảy phù hợp, biết Nam Châu Thiên người không có nói sai, này Vi Đà Chân Kinh đích thật là thông thiên triệt địa tồn tại, chẳng qua là lĩnh hội rất khó, Nam Châu Thiên chi người, hao phí vạn cổ cũng chưa từng lĩnh hội một chút, cho nên lấy ra trao đổi huyền vũ mảnh vỡ. Luận giá trị. Hoàn chỉnh Vi Đà Chân Kinh, giá trị so huyền vũ mảnh vỡ cao hơn trăm triệu lần, bất quá chẳng qua là lẻ loi trơ trọi một mảnh trang sách, cái kia giá trị liền là cùng huyền vũ mảnh vỡ không sai biệt lắm. Hai bên giao dịch, hai không tướng thua thiệt, phụ thân ta liền đem huyền vũ mảnh vỡ nộp ra, đổi lấy Vi Đà Chân Kinh trang sách, chỉ cầu có thể chứng đạo thiên đế. Nói xong, Cảnh Nguyên xuất ra một mảnh trang sách, phía trên mông lung lượn lờ lấy hỗn độn sương mù. Trang sách bối cảnh thủy ấn, chính là thần Shiva bộ dáng. Diệp Thần thấy này mảnh trang sách, lập tức nội tâm chấn động. Vi Đà Chân Kinh trang sách, hắn cũng có một mảnh. Diệp Thần ngộ tính thiên phú, siêu phàm tuyệt thế, nhưng cho tới bây giờ, hắn đều không tham ngộ ngộ Vi Đà Chân Kinh huyền bí. Phụ thân ngươi, có thể từng lĩnh hội đến Vi Đà Chân Kinh huyền bí. Diệp Thần hỏi. Cảnh Nguyên cười khổ lắc đầu nói, không có. Này Vi Đà Chân Kinh, phía trên ẩn chứa áo nghĩa pháp tắc, thực sự quá phức tạp, phụ thân ta dốc hết tâm huyết, đến chết cũng không thể lĩnh ngộ một chút, vô tận kỷ nguyên đến nay, ta kiếm tộc vô số tiền bối, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên lĩnh ngộ, nhưng cũng tiếc đều không công mà lui. Luân hồi chi chủ, lần đầu gặp gỡ, ta không có vật gì tốt đưa ngươi, này Vi Đà Chân Kinh, coi như là cho ngươi lễ gặp mặt đi. Nói xong. Cảnh Nguyên liền đem trong tay Vi Đà Chân Kinh trang sách, cung kính đưa cho Diệp Thần. Diệp Thần liền vội vàng lắc đầu nói, tuyệt đối không thể, như thế vật chân quý, ta không thể nhận. Năm đó kiếm tộc bộ lạc, là bỏ ra huyền vũ mảnh vỡ đại giới, mới đổi được Vi Đà Chân Kinh trang sách, vật trọng yếu như vậy, Diệp Thần tự nhiên không thể tùy tiện thu lấy. Cảnh Nguyên nói, luân hồi chi chủ, ngươi liền thu cất đi, này Vi Đà Chân Kinh đối ta kiếm tộc bộ lạc vô dụng. Không có thể tìm hiểu đồ vật, lại chân quý thì có ích lợi gì. Ngươi thiên phú siêu phàm, có lẽ còn có thể lĩnh ngộ này chân kinh huyền bí. Dĩ nhiên, ta kiếm tộc bộ lạc nghĩ chiếm lấy tuyệt mệnh thiên kiếm, việc này vẫn phải luân hồi chi chủ nhiều hơn giúp đỡ mới được. Vi Đà Chân Kinh trang sách, như thế vật chân quý, Cảnh Nguyên nguyện ý chắp tay đưa tiễn, tự nhiên không phải vô ích đưa ra, hắn cần Diệp Thần trợ lực, giúp hắn chiếm lấy tuyệt mệnh thiên kiếm. Diệp Thần mơ hồ thấy có chút không đúng, nói các ngươi kiếm tộc bộ lạc, nghĩ chiếm lấy tuyệt mệnh thiên kiếm, chỉ là vì khôi phục thiên đấu sát thần đơn giản như vậy sao? Cảnh Nguyên bị Diệp Thần điểm phá, có chút cười cười xấu hổ, nói, khục. Thực không dám giấu giếm, luân hồi chi chủ, kỳ thật ta cũng có tư tâm, ta muốn chứng đạo thiên đế,
này tuyệt mệnh thiên kiếm là then chốt chỗ. Nếu là có thể cầm tới tuyệt mệnh thiên kiếm, lĩnh ngộ ngày xưa thiên đấu sát thần vô thượng sát đạo, ta có lẽ liền có chứng đạo thiên đế cơ hội. Không thành thiên đế, chung quy là sâu kiến, không có thiên đế tọa chấn, ta kiếm tộc bộ lạc, thủy chung thấp khô kiếm phái một đầu. Năm đó chúng ta cùng Nam Châu Thiên giao dịch, Nam Châu Thiên thừa vâng, khô kiếm phái sẽ không công kích chúng ta, nhiều năm như vậy, ta kiếm tộc bộ lạc, hoàn toàn chính xác chưa từng bị xâm chiếm, nhưng khô kiếm phái cũng không cho phép chúng ta hướng ra phía ngoài phát triển. Đến mức tuyệt mệnh kiếm vực bên trong, có hiện giá trị dược liệu, khoáng thạch, linh thực chờ các thứ, toàn bộ là khô kiếm phái chiếm lấy, có thể không cho phép chúng ta kiếm tộc bộ lạc nhúng chàm một chút, vậy cũng rất khó chịu. Mong muốn chống lại, ta nhất định phải chứng đạo thiên đế. Nói xong lời cuối cùng, Cảnh Nguyên trong đôi mắt, cũng đầy là nóng rực đấu trí, bất khuất chiến ý. Hắn mong muốn chống lại, vì bộ lạc tranh thủ phát triển cơ hội, liền nhất định phải chứng đạo thiên đế, mới có thể cùng khô kiếm phái chống lại. Hết thảy cũng là vì sinh tồn. Bằng không, khô kiếm phái chiếm lấy hết thảy tài nguyên tu luyện, cái kia cũng không cần động thủ, khốn cũng đem kiếm tộc bộ lạc vây chết. Diệp Thần trầm ngâm nói, các ngươi nghĩ chiếm lấy tuyệt mệnh thiên kiếm, ta cũng là có thể cân nhắc hỗ trợ, dù sao đây là khôi phục thiên đấu sát thần then chốt. Chẳng qua là, này tuyệt mệnh kiếm vực bên trong, trừ bọn ngươi ra cùng khô kiếm phái, tựa hồ còn có thế lực khác. Diệp Thần mơ hồ thấy, tuyệt mệnh kiếm vực ám lưu hung dũng, thế lực phân bố cùng đan sen, so hắn trong tưởng tượng còn muốn phức tạp, mong muốn chiếm lấy tuyệt mệnh thiên kiếm, tuyệt đối không đơn giản. Cảnh Nguyên nói, đúng. Còn có một cái thú tộc, là ban thiên đế dưới trướng thế lực. Diệp Thần giật mình trong lòng, nói, thú tộc, ban thiên đế. Cảnh Nguyên thở dài một tiếng, nói, việc này nói đến phức tạp, ai, luân hồi chi chủ, ngươi nghỉ ngơi trước một đêm, ta ngày mai lại nói cho ngươi, ngày mai thú tộc vị thánh nữ kia tinh uống nguyệt, cũng sẽ tới, đến lúc đó, có lẽ còn cần ngươi trợ lực. Diệp Thần đành phải gật đầu nói, được a. Cảnh Nguyên ừ một tiếng. Liền đem cái kia vì đà chân kinh trang sách, tặng cho Diệp Thần, lại gọi Tả Hữu thị vệ, vì Diệp Thần chuẩn bị một cái phòng nghỉ ngơi. Vào đêm, Diệp Thần liền tại trong phòng khách nghỉ ngơi, trong lòng suy nghĩ muôn vàn, ghi nhớ lấy Tiểu Mạt Lị, nhưng nghĩ tới Tiểu Mạt Lị có tinh hải công thủ hộ, nghĩ đến cũng sẽ không đi ra sự tình, hắn liền an lòng rất nhiều. Diệp Thần bình tĩnh lại tâm tình, xuất ra Cảnh Nguyên cho hắn vì đà chân kinh trang sách. Lại lấy ra chính mình trước đó tại chôn xương thâm uyên lấy được trang sách, cẩn thận tham tưởng dâng lên. Thiên tổ từng nói qua, vì đà chân kinh mạnh mẽ, so với hắn luân hồi mộ táng công, phải cường đại ngàn vạn lần. Này vì đà chân kinh, 10 điểm huyền áo phức tạp, nếu như đơn thuần chỉ có một tờ, cái kia Diệp Thần cũng sở không ra cái gì bí quyết, nhưng lúc này có hai trang kinh thư tại về sau, hắn liền sở đến một điểm đạo đạo. Cái gọi là đá ở núi khác, có thể công ngọc. Có nhiều thứ nếu như là cô lập, liền không có chỗ xuống tay, nhưng nếu mà có được những vật khác tiến hành xác minh, mạch suy nghĩ cách cục liền có thể một thoáng mở ra. Diệp Thần tham tường hai mảnh trang sách, liền phát hiện này hai mảnh trang sách bên trong, có thật nhiều phù văn, đồ hình là tương thông, hắn coi đây là thời cơ, không ngừng suy nghĩ. Thời gian như từng giọt nước trôi qua, theo vào đêm đến đêm khuya, Diệp Thần đều tại suy nghĩ vì đà chân kinh, trí nhớ tiêu hao rất lớn. Nhưng chân kinh áo nghĩa, cũng ở trong đầu hắn, một chút rõ ràng dâng lên. Oanh! Bỗng nhiên, như tối tăm thiên chiêu, Diệp Thần trong đầu linh quang lóe lên, bắt được một bức tranh. Trong tấm hình, chỉ thấy thần Shiva vĩ ngạn thân thể, huyền lập hư không, trong tay nắm lấy một thanh kim đao, xùy một tiếng, kim đao chảm ra, mang theo thao thiên hủy diệt áo nghĩa, chảm phá cuồn cuộn hỗn độn, chảm phá vô tận tinh hà, bá đạo vô cùng. Này một đao! Là thần Shiva tuyệt học, lớn thiên kim đao chảm. Diệp Thần đầu ông tác hưởng, trong nháy mắt, đúng là lĩnh ngộ lớn thiên kim đao chảm áo nghĩa. Môn này lớn thiên kim đao chảm, là trước đó chôn xương thâm uyên ma chủ nắm giữ tuyệt học, uy lực to lớn, Diệp Thần đã từng dùng tiểu tẩy nguyệt pháp mô phỏng qua, nhưng chỉ là biểu tượng mô phỏng, hắn cũng không biết lớn thiên kim đao chảm tinh túy huyền bí. Lúc này Diệp Thần lĩnh hội vi đà chân kinh. Mới chính thức lĩnh ngộ được lớn thiên kim đao chảm tinh túy diệu pháp. Tương truyền vi đà chân kinh, ẩn chứa thần Shiva tất cả tuyệt học, lớn thiên kim đao chảm chẳng qua là thứ nhất. Diệp Thần lĩnh ngộ một chiêu này, lập tức liền cảm thấy tâm cảnh sáng choang, toàn thân dễ chịu, đối hủy diệt pháp tắc lĩnh ngộ,
lại nâng cao một bước, giống như có một cỗ linh khí, theo đan điền trực xông lên đỉnh đầu, cả người đều trở nên thông thấu, liền tu vi đều đột phá. Tại thời khắc này, Diệp Thần tu vi, liền theo thiên nguyên cảnh 7 tầng trời cao giai, đột phá đến đỉnh phong mức độ. Thế mà để cho ta đột phá, này Vi Đà chân kinh, quả nhiên ảo diệu vô tận a. Diệp Thần lập tức kinh hỉ, hắn chẳng qua là lĩnh ngộ Vi Đà chân kinh bên trong một chiêu lớn thiên kim đao trảm, tu vi liền trực tiếp đột phá, nếu là toàn bộ lĩnh ngộ, chẳng phải là vô địch. Khó trách năm đó phụ thân của Cảnh Nguyên, nguyện ý xuất ra huyền vũ mảnh vỡ, dùng để trao đổi Vi Đà chân kinh trang sách. Này Vi Đà chân kinh, đích thật là diệu pháp vô tận, đối chứng đạo tu vi, đột phá cảnh giới, có thiên đại tác dụng, nếu như lĩnh hội đắc đạo, chứng đạo thiên đế cũng có thể. Diệp Thần sau khi đột phá, trên thân liền có luân hồi kim quang khí tượng, muốn phun ra đi, hắn vì không bại lộ tự thân, vội vàng đem cỗ này khí tượng thu liễm. Trong mơ hồ, Diệp Thần có thể cảm giác được, Khô Kiếm phái người, đang tìm kiếm lấy hắn, Khô Kiếm si thậm chí còn phong tỏa Tuyệt Mệnh kiếm vực, phòng ngừa hắn trốn đi ra ngoài. Bất quá Khô Kiếm si tuyệt đối không nghĩ tới, Diệp Thần người ngay tại kiếm tộc trong bộ lạc. Trong bất chi bất giác, trời đã sáng. Diệp Thần đứng dậy, Cảnh Nguyên đã chuẩn bị xong đồ ăn sáng, mời hắn dự tiệc. Diệp Thần ngồi vào vị trí, hỏi, hôm nay thú tộc thánh nữ muốn tới sao? Cảnh Nguyên nghe được Diệp Thần nên đề cập thú tộc thánh nữ, trên mặt cũng lộ ra một vệt vẻ mặt ngưng trọng, nói, đúng vậy, cái kia thú tộc thánh nữ Tinh Uống Nguyệt, một tháng trước theo cổ tinh môn tới, dựa vào một vỏ hoa đào nhưỡng rượu ngon, thu mua tinh hải công, lẫn vào Tuyệt Mệnh kiếm vực, cũng dùng ban thiên đế phủ chiếu, chấp trưởng toàn bộ thú tộc. Tháng này đến nay, nàng không ngừng công kích Khô Kiếm phái, nhưng Khô Kiếm phái vô cùng đau đầu. Nàng cũng muốn chiếm lấy Tuyệt Mệnh thiên kiếm, ta cố ý hợp tác với nàng, hôm nay nàng tới, là chuẩn bị bàn bạc hợp tác sự tình. Diệp Thần nói, Tinh Uống Nguyệt, nguyên lai nàng là dựa vào thu mua tinh hải công tiến đến. Cảnh Nguyên nói, đúng thế. Diệp Thần yên lặng, xem ra tinh hải công thật ra là thích rượu như mạng, vì rượu ngon, người nào đều bỏ vào đến. Cái kia Tinh Uống Nguyệt, chính là cổ tinh môn người, dã tâm nhất định không nhỏ. Người hợp tác với nàng, loại kia đoạt lấy Tuyệt Mệnh thiên kiếm, binh khí về người nào? Diệp Thần hỏi. Cảnh Nguyên cười nói, trước đem Tuyệt Mệnh thiên kiếm nắm bắt tới tay lại nói, bởi vì có Khô Kiếm phái tồn tại, chúng ta kiếm tộc bộ lạc, nhất định phải cùng thú tộc liên hợp, mới có cơ hội chống lại Khô Kiếm phái, cướp được Tuyệt Mệnh thiên kiếm. Bất quá Khô Kiếm phái thế lớn, coi như chúng ta hợp tác, kỳ thật cũng là vô cùng nguy hiểm, nhưng may mắn, luân hồi chi chủ, bây giờ có người gia nhập trợ trận, cái kia chắc là 10 phần chắc 9. Chờ lấy được Tuyệt Mệnh thiên kiếm, chúng ta kiếm tộc sẽ cùng thú tộc quyết đấu, người nào thắng, thiên kiếm chính là của người đó. Diệp Thần gật gật đầu, hiểu được, nói, thì ra là thế. Kiếm tộc cùng thú tộc hợp tác, nguyên lai chẳng qua là kế tạm thời, là vì đối kháng Khô Kiếm phái, bất đắc dĩ liên hợp. Đến mức liên hợp cướp được Tuyệt Mệnh thiên kiếm về sau, hai bên còn phải lại quyết tranh, quyết ra Tuyệt Mệnh thiên kiếm cuối cùng thuộc về. Thú tộc sau lưng, là cổ tinh môn ban thiên đế, cái kia cũng khó đối phó. Diệp Thần ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, trầm ngâm suy nghĩ, cũng là bắt được một chút bất an định nguy hiểm. Thậm chí, từ nơi sâu xa, hắn nhìn thấy ban thiên đế cái kia khổng lồ kinh khủng bóng mờ. Mong muốn chiếm lấy Tuyệt Mệnh thiên kiếm, chỉ sợ cần trước chân áp ban thiên đế. Tại cổ tinh môn bên trong, ban thiên đế thực lực, vô cùng cường đại, so với kính thiên đế còn cường đại hơn. Diệp Thần có lòng tin chấn áp kính thiên đế, nhưng đối mặt ban thiên đế, hắn không có lượng quá lớn nắm, nhiều nhất bất phân thắng bại. Cảnh Nguyên cười nói, đúng vậy a, hoàn toàn chính xác khó đối phó, muốn cướp đến Tuyệt Mệnh thiên kiếm, đó là đương nhiên là không dễ dàng. Nhưng bất kể như thế nào, ta đều sẽ không từ bỏ. Thú tộc người, đoán chừng một lúc lâu sau, sẽ tới, đến lúc đó, còn mời luân hồi chi chủ hỗ trợ tỏa trần a. Diệp Thần gật đầu nói, ta xảy ra một phần lực. Cảnh Nguyên thở dài một hơi, nói, vậy thì tốt, luân hồi chi chủ, có người này tòa rực rỡ hải đăng tỏa trấn, ta kiếm tộc liền không sợ bị thú tộc loạn đạo tâm, ha ha, đám kia dã man nhân có thể là hung bạo cực kỳ, bọn hắn là nửa người nửa thú bộ dáng, cũng là theo Tuyệt Mệnh thiên kiếm bên trên diễn sinh ra chủng tộc. Diệp Thần nói, ồ, vậy bọn hắn chẳng phải là cũng là thiên đấu sát thần hậu duệ.
Cảnh Nguyên lắc lắc đầu nói, đó cũng không phải, tại cực kỳ lâu trước kia, Ban Thiên Đế liền bố trí xuống ý chí, ăn mòn Tuyệt Mệnh Thiên Kiếm. Tuyệt Mệnh Thiên Kiếm phía trên, bao phủ một tầng dơ bẩn vẩn đục, ô uế loang lổ đồ vật, cái kia kỳ thật liền là Ban Thiên Đế ý chí, hắn biết trực tiếp cứng rắn đoạt Tuyệt Mệnh Thiên Kiếm, là rất khó cướp đến tay, cho nên muốn dựa vào tự thân hắc ám ý chí, chậm rãi ăn mòn thân kiếm. Cái gọi là thú tộc, nhưng thật ra là theo Ban Thiên Đế ý chí bên trong, diễn sinh ra quái vật chủng tộc, xem như Ban Thiên Đế con dân đi. Tuyệt Mệnh Kiếm vực bên trong, liền sự phân chia này thành ba cái thế lực, chính là ta kiếm tộc bộ lạc, thú tộc, còn có khô kiếm phái. Tam đại thế lực, chân vạc mà đứng, dùng khô kiếm phái tối cường, nhưng có chúng ta kiếm tộc cùng thú tộc nhìn chằm chằm, khô kiếm si cũng không dám tùy tiện ra tay, đến cướp đoạt Tuyệt Mệnh Thiên Kiếm, bằng không một khi thất bại, hắn liền xong đời. Hắn nghĩ tới cùng Tinh Hải Công liên hợp, bất quá, ha ha, Tinh Hải Công lão đầu kia, chỉ biết là uống rượu, đối kiếm vực bên trong tranh đấu, lại là không có chút nào hứng thú, cũng không muốn bước chân. May mắn như thế, bằng không nếu là Tinh Hải Công nhúng tay vào, cũng không có chúng ta kiếm tộc cùng thú tộc ra mặt cơ hội, lão đầu kia mặc dù cả ngày uống rượu, không làm việc đàng hoàng, nhưng hắn trước kia thê tử, lại là một cái cường nhân, lưu lại 10 điểm phong phú bảo tàng tài nguyên. Những tư nguyên này nếu như bị khô kiếm phái đạt được lợi dụng, cái kia nhưng rất khó lường. Diệp Thần nói, ồ, nguyên lai Tinh Hải Công, còn có cái thê tử. Cảnh Nguyên nói, đúng vậy a, không quá sớm liền rời đi, cũng không tại kiếm bắc giới bên trong, bây giờ chúng ta chiếm lấy Tuyệt Mệnh Thiên Kiếm, cũng không cần quản Tinh Hải Công, hắn sẽ không nhúng tay. Chân chính địch nhân đáng sợ, là khô kiếm si, còn có sau lưng Ban Thiên Đế. Dĩ nhiên. Tuyệt Mệnh Thiên Kiếm kiếm linh, cũng không thể không phòng. Diệp Thần nói, kiếm linh. Cảnh Nguyên nói, đúng vậy, Tuyệt Mệnh Thiên Kiếm bên trong có kiếm linh tồn tại, tên gọi Huyết Phú Quân, hắn cũng không đồng ý thiên đấu sát thần, cũng không đồng ý kiếm bác giới bên trong người, hắn chỉ nhận thiên tổ. Khô kiếm si từng hao phí rất nhiều tài nguyên, đem Huyết Phú Quân tẩm bổ lớn mạnh, khẩn cầu có thể thuần phục kiếm linh, từ đó chấp trưởng Tuyệt Mệnh Thiên Kiếm. Nhưng không ngờ. Cái kia Huyết Phú Quân, từ đầu đến cuối, chỉ nhận có thể thiên tổ, hắn lớn mạnh về sau, cũng không có chút nào có ơn lo đáp ý tứ, một lòng chỉ muốn mang lấy Tuyệt Mệnh Thiên Kiếm, rời đi kiếm bác giới, đi tới mịt mờ chư thiên, đi tìm thiên tổ. Bây giờ cái kia Huyết Phú Quân, rời đi ý chí càng ngày càng nóng rực, ta kiếm tộc cùng thú tộc, bất đắc dĩ, chỉ có thể liên hợp mạo hiểm đi đoạt kiếm, bằng không Huyết Phú Quân mang đi Tuyệt Mệnh Thiên Kiếm, vậy thì cái gì đã trễ rồi. Diệp Thần cau mày nói như vậy đến, Tuyệt Mệnh Kiếm vực bên trong thế lực, không phải ba cái, mà là bốn cái, kiếm linh tính một cái. Cảnh Nguyên hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng, trong con mắt phảng phất tỏa ra cái kia nguy hiểm Tuyệt Mệnh Thiên Kiếm, nói. Có khả năng nói như vậy, nói thật, bây giờ đi đoạt kiếm, vẫn là vô cùng nguy hiểm, chủ yếu là Tuyệt Mệnh Thiên Kiếm kiếm khí, quá mức khủng bố, tự thành yên diệt trường vực, tới gần người chết. Thiên đế đều có thể ngã xuống. Nhưng lại không ra tay, Huyết Phú Quân liền muốn mang theo Tuyệt Mệnh Thiên Kiếm trốn, lại nguy hiểm cũng chỉ có thể kiên trì lên. Đoạt kiếm chi lộ, như dẫm trên băng mỏng a. Trong giọng nói mang theo cẩn thận sầu lo, nhưng trong mắt quyết tâm dũng khí không giảm, hắn đã quyết ý đi đoạt kiếm. Diệp Thần nói tốt, loại kia thú tộc đến đây đi, xem bọn hắn bên kia như thế nào. Đoạt kiếm nguy hiểm, Diệp Thần tự nhiên cũng là rất rõ ràng. Chỉ dựa vào kiếm tộc một nhánh thế lực, thực sự quá đơn bạc, nếu như có thể cùng thế lực khác liên hợp, vậy dĩ nhiên sẽ vững chắc một chút. Cảnh Nguyên lại móc ra một tờ linh phù, giao cho Diệp Thần, nói, Luân Hồi Chi Chủ, này Huyền Vũ Thần Thủ Phù, người tốt nhất cầm lấy, đeo ở trên người. Diệp Thần nói, há, đây là... Hắn tiếp nhận linh phù, chỉ thấy linh phù bên trên hội họa lấy một đầu Huyền Vũ Cự Quy Đồ Đằng, lộ ra rộng rãi thủ hộ khí tức. Lại mơ hồ cùng hắn thần giáp mệnh tinh cộng minh. Cảnh Nguyên nói, này linh phù gọi Huyền Vũ Thần Thủ Phù, năm đó phụ thân ta nắm Huyền Vũ mảnh vỡ giao cho Nam Châu Thiên Chi trước, tăng bố đưa tinh luyện đại trận, rút ra Huyền Vũ mảnh vỡ đại lượng linh khí, chế thành chín đạo Huyền Vũ Thần Thủ Phù. Này Huyền Vũ Thần Thủ Phù, mang theo Huyền Vũ mảnh vỡ năng lực, thủ hộ lực thập phần cường đại, người đeo ở trên người, liền có thể tới gần Tuyệt Mệnh Thiên Kiếm. Bằng không dùng Tuyệt Mệnh Thiên Kiếm kiếm khí chi lăng lệ, nếu như không có phòng ngự thủ đoạn, căn bản là không có cách tới gần,
cưỡng ép tới gần sẽ chỉ bị kiếm khí xoắn nát, chớ nói chi là đã thu phục được. Diệp Thần nghĩ thầm, hắn có thần giáp mệnh tinh phòng thân, cũng không cần gì huyền vũ thần thủ phù, nhưng Cảnh Nguyên có hảo ý, hắn liền đem linh phù nhận lấy, đeo tại bên hông, nói, đa tạ. Một lúc lâu sau, đoàn người đi vào kiếm tộc bộ lạc, ước chừng có hơn 10 người, đều là nửa người nửa thú quái vật, người sói, hổ nhân, người gấu, sư tử người các loại, từng cái sinh đến cao lớn vạm vỡ, hung thần ác sát. Nhưng một người cầm đầu, lại là cái 10 điểm mỹ mạo phu nhân. Nàng người mặc lấy một bộ màu trắng váy dài, váy bên trên dùng ngân tuyến thêu lên có chút hoa mỹ hoa văn, lộ ra 10 điểm chói sáng, tóc như thác chảy rũ xuống sau thắt lưng, mặt như trăng tròn, trắng nõn sáng long lanh, khí chất ưu nhã, thanh lãnh như u tuyền, trên cổ treo một cái sáng lấp lánh mặt dây chuyền, làm nổi bật lên da thịt càng là tuyết trắng, tại sau lưng rất nhiều bán thú nhân làm nổi bật dưới, ban đầu nở nang no đủ thân thể, lại hiện ra một điểm mềm mại. Cảnh Nguyên mang theo kiếm tộc bộ lạc rất nhiều chiến sĩ ra đi nghênh đón, nhìn thấy người Mỹ phụ kia, hắn liền lập tức khom mình hành lễ, có chút khách khí nói, Uống Nguyệt tiên tử, người đến rồi. Lại hướng Diệp Thần giới thiệu nói, vị này là thú tộc thánh nữ, cổ tinh môn Hiên Viên Vương vị hôn thê, tinh Uống Nguyệt, luân hồi chi chủ, ta biết ngươi cùng cổ tinh môn, có không ít ân oán, nhưng bây giờ chiếm lấy tuyệt mệnh thiên kiếm quan trọng, ta hy vọng các ngươi có thể tạm thời buông xuống ân cừu, đại gia đồng tâm hiệp lực. Trước cầm xuống tuyệt mệnh thiên kiếm lại nói. Diệp Thần nhìn xem cái kia cái gọi là thú tộc thánh nữ, Hiên Viên Vương vị hôn thê, lập tức ngây dại. Bởi vì cái này thánh nữ tình Uống Nguyệt, hắn thế mà nhận biết, đúng là độc thủ dược thần thê tử, mẫu thân của độc cô Già La, ngày xưa ngu giả thần điện chúa tể giả, thiên đế cấp bậc cường giả, thần tuyết giao cơ. Không sai, đứng tại Diệp Thần trước mặt, lại chính là độc thủ dược thần thê tử, thần tuyết giao cơ. Độc thủ dược thần là luân hồi mộ địa đại năng, cũng xem như Diệp Thần sư phó, trước kia truyền thụ qua hắn không ít độc công cổ pháp, vợ hắn thần tuyết giao cơ, hắn tự nhiên cũng là vô cùng quen thuộc, trước kia phát sinh qua không ít tranh đấu. Thần tuyết giao cơ, là ngươi. Lúc này Diệp Thần nhìn thấy cái gọi là thú tộc thánh nữ tinh Uống Nguyệt, lại chính là thần tuyết giao cơ, tự nhiên khiếp sợ không gì sánh nổi. Cảnh Nguyên nhìn thấy hai người nhận biết, không khỏi sửng sốt một chút. Tinh Uống Nguyệt con người phát lạnh, nói, luân hồi chi chủ, người tại sao lại ở chỗ này? Diệp Thần sầm mặt lại, nói, thần tuyết giao cơ, người lại tại sao lại ở chỗ này? Người có thể là độc thủ dược thần thê tử, ngươi. Ngươi làm sao lại thành Hiên Viên Vương vị hôn thê? Tinh Uống Nguyệt mãn mặt vẻ giận dữ, nói, luân hồi chi chủ, người còn không biết xấu hổ nói. Thần tuyết giao cơ là quá khứ của ta của quá khứ đã chết, ngươi giết. Tân sinh ta. Gọi Tinh Uống Nguyệt, không phải cái gì thần tuyết giao cơ. Diệp Thần mờ mịt, nói cái gì, ta lúc nào giết ngươi. Tinh Ẩm Nguyệt cả giận nói, ngươi sửa đổi ta đi qua, đúng hay không? Ta của quá khứ, đã từng tín ngưỡng ngu giả, là ngu giả thần điện chúa tể, nhưng một ngày nào đó ta tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện trí nhớ hỏng mất, ta không nhớ rõ ngu giả là cái gì, cũng không biết mình tại sao lại tại ngu giả thần điện bên trong, hết thảy trí nhớ đều hỏng mất. Ta đi qua tuyến thời gian bị người cải biến qua. Là ngươi cải biến. Ngươi lật đổ quá khứ của ta, sẽ cùng giết chết ta. Diệp Thần nghe Tinh Ẩm Nguyệt, lập tức ngây dại, nhớ tới hiệu ứng hồ điệp. Hắn từng ra tay, sửa đổi đại chủ tể muội muội, Thương Thiên Lạc Nguyệt vận mệnh. Thương Thiên Lạc Nguyệt là lạc thần, là nàng tự tay sáng tạo ra ngu giả thần thuật, nhưng vận mệnh của nàng bị sửa đổi về sau, nàng không tiếp tục sáng tạo cái gì ngu giả. Thế gian hết thảy cùng ngu giả tương quan dấu vết, đều muốn đi theo tan biến. Nếu như Diệp Thần thủ đoạn đủ mạnh mẽ, cái kia chính là êm tiếng mát cho đời, cải biến thế giới đường về sau, thế giới phát sinh cải biến, không ai sẽ biết. Nhưng hắn lúc ấy sửa đổi vận mệnh thủ đoạn, còn chưa đủ viên mãn thành thạo, lưu lại rất nhiều xung đột dấu vết. Thế giới mới cùng cựu thế giới, tuyến thời gian hoàn toàn khác biệt mang tới xung đột, để cho người ta căn bản là không có cách coi nhẹ. Cho nên, làm thần tuyết giao cơ tỉnh lại sau giấc ngủ, liền phát hiện mình trí nhớ hỏng mất, Thương Thiên Lạc Nguyệt đi qua tuyến thời gian bị sửa đổi, nàng cũng nhận ảnh hưởng, tín ngưỡng đồ vật một đêm sụp đổ, căn bản lại không tồn tại. Nàng nhìn ngu giả bên ngoài thần điện vũ trụ tinh không, không ngừng hướng đi hủy diệt cùng sụp đổ, nàng liền cảm giác được, thế giới đường bị người đổi động, mà có năng lực cải biến thế giới người, ngoại trừ Diệp Thần bên ngoài, không có người khác.
Không phải, thần tuyết giao cơ, này hết sức phức tạp. Ta vô ý ảnh hưởng tới ngươi, ta rất xin lỗi, nhưng ngươi cũng không thể đi đầu quân cổ tinh môn a. Diệp thần thử nghiệm nói rõ lý do, bất quá sửa đổi thế giới đường sự tình, thực sự quá phức tạp, liên lụy nhân quả cũng quá sâu, hắn vô pháp nói rõ lý do, nhưng bất kể như thế nào, hắn đều không thể nhìn thần tuyết giao cơ đầu nhập vào cổ tinh môn. Tinh ẩm nguyệt bi phẫn nói, ta không đi đầu quân cổ tinh môn, chẳng lẽ đầu nhập vào ngươi sao? Ngươi quan tâm tới ta. Nếu ngươi thật quan tâm ta, cái kia hẳn là tại ta sụp đổ thời điểm, tới cứu vãn ta, mà không phải bây giờ nói lời châm chọc. Tại ta nhất sụp đổ thời điểm, chỉ có cổ tinh môn thân xuất viện thủ, Hiên Viên Vương đón nhận ta, ta tự nhiên dùng thân tương báo. Diệp thần trầm mặc, lúc trước hắn sửa đổi thế giới đường thời điểm, cũng không ngờ tới thần tuyết giao cơ sẽ sụp đổ, mà lại chính mình lại có mọi việc quấn thân, căn bản không rảnh đi cứu vớt nàng, lại bị cổ tinh môn chui kẻ hở. Ngươi muốn phản bội độc thủ dược thần, gả cho Hiên Viên Vương. Diệp thần hỏi. Tinh ẩm nguyệt nói, cái gì phản bội, ngươi đang chỉ trích ta. Ngươi hủy diệt quá khứ của ta, lật đổ ta hết thảy, ngươi còn có mặt mũi chỉ trích ta. Một bên Cảnh Nguyên thấy bầu không khí không đúng, vội vàng ra tới hòa giải nói, hai vị, bình tĩnh, an tâm chớ vội, có lời thật tốt nói. Tinh ẩm nguyệt hái hắn một cái, nói, ngươi câm miệng cho ta. Nơi này không có ngươi nói chuyện phần. Ha ha, nghĩ không ra, Cảnh Nguyên, ngươi thế mà nắm luân hồi chi chủ mời tới, cái kia rất tốt, hắn lật đổ quá khứ của ta, hôm nay ta muốn hắn để mạng lại lấp. Tiếng nói vừa ra, Tinh ẩm nguyệt kiều khu sát khí nổ lên, khí thế khủng bố, nàng coi như đi qua bị phá vỡ, trí nhớ hỏng mất, nhưng một thân thiên đế tu vi vẫn còn, nàng có thể là hàng thật giá thật thiên đế cường giả, so với Cảnh Nguyên cái này thần vương. Còn có Diệp thần cái này trung vị thần, đều muốn lợi hại hơn nhiều. Uống Nguyệt tiên tử, đừng xúc động, chiếm lấy tuyệt mệnh thiên kiếm quan trọng a, chúng ta cũng không thể tranh chấp nội bộ. Cảnh Nguyên hoảng rồi, muốn đi ngăn cản Tinh ẩm Nguyệt, nhưng Tinh ẩm Nguyệt trên thân mạnh mẽ thiên đế khí tràng, trực tiếp đưa hắn thân thể chấn lui ra, hắn căn bản là không có cách tới gần. Chỉ thấy Tinh ẩm Nguyệt lấy xuống bên hông mặt dây chuyền, linh khí quán chú. Cái kia mặt dây chuyền lại biến hóa thành một cái thật dài hộp kiếm, nàng đầu ngón tay thôi động, cái kia hộp kiếm nở rộ huyết quang, bắn ra, cùng phương xa tuyệt mệnh thiên kiếm cộng minh, lại theo trong hộp phun ra ánh kiếm màu đỏ ngòm, chém thẳng hướng Diệp thần đầu. Diệp thần sầm mặt lại, không nghĩ tới Tinh ẩm nguyệt muốn động sát thủ, xem ra thật sự là thống hận chính mình quá sâu. Tinh ẩm nguyệt đi qua bị phá vỡ, bây giờ đầu nhập vào cổ tinh môn, chuyện này, Diệp thần đích thật là có to lớn sai lầm. Nhưng mắt thấy cái kia hộp kiếm dâng lên kiếm quang, chạm giết tới, hắn tổng cũng không thể tại chỗ chờ chết. Giống, nương theo lấy hai tiếng kinh thiên long ngâm, đúc tinh long thần cùng huyết long thân ảnh, đồng thời theo Diệp thần trong cơ thể nổ lên, song long xoay quanh, cuồng bạo kinh thiên. Thần tuyết giao cơ, người trước tỉnh táo một chút. Diệp thần nhìn thấy Tinh ẩm nguyệt cảm xúc kích động như vậy, biết chỉ có trước dùng vũ lực để cho nàng tỉnh táo lại. Tinh ẩm nguyệt phóng thích ra hộp kiếm. Không biết là pháp bảo gì, vô cùng lợi hại, thế mà có thể cùng tuyệt mệnh thiên kiếm cộng minh, thậm chí câu thông tuyệt mệnh thiên kiếm kiếm khí, theo trong hộp phun ra huyết sắc kiếm quang, phong mang vô cùng khủng bố. Thiên đấu đại đồ kiếm. Diệp thần hít sâu một hơi, lập tức liền tế ra tiểu đạo thiên kiếm, một chiêu thiên đấu đại đồ kiếm, cũng là cùng tuyệt mệnh thiên kiếm sinh ra cộng minh, mang theo cuồn cuộn huyết sắc mang khí, còn có thao thiên sát lục kiếm ý. Lại nương theo lấy huyết long cùng đúc tinh lực lượng của long thần, gào thét mà ra. Hưu, hung mãnh thiên đấu đại đồ kiếm khí, cùng Tinh ẩm nguyệt hộp kiếm dâng lên kiếm khí, hung hăng đụng vào nhau, bộc phát ra chói mắt sóng lửa, lực lượng đáng sợ khí chiều, đem vùng không gian này đều chấn động đến vặn vẹo, sụp đổ. Tinh ẩm nguyệt kiều khu chấn động, lùi lại một bước, tầm mắt lộ ra thật sâu kiêng kỵ nhìn chằm chằm Diệp thần, cắn răng nói, người át chủ bài cũng là cường hãn. Chính mình đánh không lại ta, liền triệu hoán hai đầu long trợ trận. Diệp thần nói, thần tuyết giao cơ, chúng ta có lời thật tốt thương lược, ngươi không thể trợ hổ vì tranh, cổ tinh môn không phải vật gì tốt, ngươi không để ý cùng độc thủ dược thần vợ chồng tình cảm, ngược lại đi gả cho Hiên Viên Vương, sẽ chỉ bị hắn xem như đỉnh lô thải bổ, cuối cùng bị ép khô. Tinh ẩm nguyệt nói, ngươi không có tư cách ở trước mặt ta nói này nói kia. Ngươi át chủ bài cường hãn. Ta ngược lại thật ra giết không chết ngươi, nhưng ta có khả năng gọi ngươi trở thành nô lệ của ta. Si tình cổ, đi.
Bỗng nhiên, Tinh Ẩm Nguyệt cong ngón búng ra, một giọt nước bắn ra, giọt nước này bên trong, ẩn chứa một đầu tinh tế cổ trùng, lại là si tình cổ. Cổ trùng chi đạo, độc thủ dược thần 10 điểm tinh thông, Tinh Ẩm Nguyệt tự nhiên cũng không yếu, trong truyền thuyết si tình cổ, nàng trong tay cũng luyện chế có. Này si tình cổ 10 điểm linh diệu, người bên trong cổ về sau, liền sẽ khăng khăng một mực yêu thi cổ người. Lúc trước độc thủ dược thần cùng thần tuyết giao cơ, cũng ngay tại lúc này Tinh Ẩm Nguyệt, từng bởi vì ngu giả tín ngưỡng sự tình quyết liệt, độc thủ dược thần nghĩ tới dùng si tình cổ, vãn hồi thần tuyết giao cơ tâm ý. Lúc này Tinh Ẩm Nguyệt, lại muốn đối Diệp Thần dùng cổ, nếu là Diệp Thần trúng sự si tình của nàng cổ, liền sẽ đối nàng khăng khăng một mực, tự nhiên cũng đã thành nàng nô lệ. Chỉ thấy Tinh Ẩm Nguyệt bắn ra giọt nước, ẩn chứa một cỗ cường đại nhân quả luật pháp thì, trực chỉ người bản tâm, nàng vừa ra tay, giọt nước liền hướng về Diệp Thần trái tim vào tới. Không tốt! Huyết Long cùng Đúc Tinh Long Thần, đều là kinh hãi, nếu như là bình thường thủ đoạn thần thông, chúng nó có khả năng ngăn cản, nhưng này si tình cổ lại hết sức tà môn, cái kia cổ trùng bị một khỏa giọt nước bao trùm, chúng nó nếu như ra tay chặn đường phản kích, ngược lại có khả năng sớm đánh vỡ cổ trùng vỏ ngoài. Nhưng si tình cổ trực tiếp có hiệu lực. Trong lúc nhất thời, Huyết Long cùng Đúc Tinh Long Thần đều không biết như thế nào hóa giải Tinh Ẩm Nguyệt si tình cổ. Diệp Thần nhìn thấy cái kia si tình cổ phóng tới, cũng là một hồi dùng mình. Dùng hắn đạo tâm mạnh mẽ, coi như chúng cổ, dĩ nhiên cũng sẽ không dễ dàng mê thất, nhưng bị si tình cổ quấn lên, chỉ sợ muốn lột một tầng ra. Thiên cung xếp mai tay. Trong lúc nguy cấp, Diệp Thần thi triển thiên cung xếp mai tay. Cong ngón búng ra, dùng 10 điểm xảo diệu kinh lực, càng đem cái kia viên giọt nước, trở tay đánh hồi trở lại cho Tinh Ẩm Nguyệt. Thiên cung xếp mai tay là mộ táng cung tuyệt học, môn này thủ pháp coi trọng nhất đủ loại lực đạo kỹ xảo, Diệp Thần ra tay, lực đạo bắt chẹt đến vừa đúng, vừa vặn bắn ngược cái kia si tình cổ, lại không có đánh tan giọt nước vỏ ngoài, lực đạo mạnh hơn một điểm, yếu hơn một điểm, kết quả khả năng đều khác rất nhiều. Cái gì? Tinh Ẩm Nguyệt lập tức kinh hãi. Trăm triệu không nghĩ tới, chính mình phát ra si tình cổ, thế mà bị Diệp Thần phản bắn trở về. Nàng không ngờ tới có như thế biến cố, bất ngờ không đề phòng, cái kia giọt nước đánh trúng trái tim của nàng, giọt nước tan ra, bên trong cổ trùng chui ra, liền trực tiếp chui vào trái tim của nàng bên trong đi. Phanh phanh, Tinh Ẩm Nguyệt trừng to mắt, trúng si tình cổ, lập tức trái tim đập mạnh, cả người đều lâm vào trong kinh ngạc, sau đó mặt mũi tràn đầy ửng hồng. Hô hấp bắt đầu trở nên dồn dập lên. Ngươi, ngươi! Gò má nàng đỏ ửng trải rộng, khí nộ vô cùng chỉ Diệp Thần, lại nói không ra lời. Diệp Thần vốn cho rằng nàng có phòng ngự thủ đoạn, không nghĩ tới lại không thể phòng bị, trực tiếp liền si tình cổ công tâm. Lúc này thấy đến Tinh Ẩm Nguyệt mặt mũi tràn đầy ửng hồng, đôi mắt đầy nước bộ dáng, Diệp Thần lập tức thấy không được bình thường. Thần tuyết giao cơ, ngươi không sao chứ? Diệp Thần vội hỏi. Đáng chết tiểu tử, ngươi! Tinh Ẩm Nguyệt cắn môi đỏ, kiều khu không ngừng phát run, đỏ mặt đến lợi hại, toàn thân khô nóng. Tả hữu thú tộc nhân thấy tình thế không đúng, vội vàng tới đỡ lấy nàng, nói, thánh nữ đại nhân, thân thể ngươi không việc gì. Tinh Ẩm Nguyệt cắn răng nói, một đám rác rưởi, nhìn ta bị luân hồi chi chủ khi dễ, các ngươi cũng không tới trợ chiến. Chúng thú nhân không nói gì với nhau, bọn họ đều là thú tộc bên trong đỉnh tiêm hảo thủ. Nhưng nhìn thấy Diệp Thần vừa mới khí thế như thế mãnh liệt, lại cũng không dám nhìn thẳng Kỳ Phong. Tinh Ẩm Nguyệt lúc này trúng Diệp Thần si tình cổ, đạo tâm một mảnh hỗn loạn khô nóng, trên thân không ngừng xuất mồ hôi, nàng muốn đem áo ngoài cởi, nhưng tại trước mặt nhiều người như vậy, cũng không dễ thất thố, đành phải cường tự nhẫn nại, không ngừng hít sâu, điều thuận khí hơi thở. Luân hồi chi chủ, ngươi chờ đó cho ta đánh không lại ngươi, nhưng nếu là Ban Thiên Đế ra tay, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Chúng ta đi. Tinh Ẩm Nguyệt hít sâu một hơi, tại si tình cổ ảnh hưởng dưới, nàng nhìn Diệp Thần liền thấy thần tâm khô nóng, hai chân như nhũn ra, không ngừng chảy mồ hôi nước chảy, thật sự là tình khó tự kiềm chế, nàng biết mình nhất định phải muốn rời đi, bằng không lại đối mặt Diệp Thần, si tình cổ đem khó giải. Ngay sau đó, Tinh Ẩm Nguyệt tay khẽ vung, cái kia hộp kiếm một lần nữa hóa thành một khỏa mặt dây chuyền khối vụn, treo ở nàng trắng sáng như tuyết lại lộ ra đỏ ửng trên cổ, nàng liền mang theo thủ hạ thú nhân quay người rời đi. Cảnh Nguyên lập tức hoảng rồi, kêu lên, Uống Nguyệt tiên tử, chớ đi a. Tinh Ẩm Nguyệt quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái, nói, làm sao?
Cảnh Nguyên nói, chúng ta còn phải liên thủ hợp tác, chiếm lấy Tuyệt Mệnh Thiên Kiếm. Tuyệt Mệnh Thiên Kiếm kiếm khí khủng bố như thế, mong muốn thu lấy, chỉ có theo dựa vào các ngươi thú tộc hộp kiếm. Tinh Ẩm Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, luân hồi chi chủ như thế vô địch, người dựa vào hắn không được sao? Còn muốn ta thú tộc hỗ trợ sao? Cảnh Nguyên nói, không phải, không phải, đoạt kiếm chuyến đi, như dẫm trên băng mỏng, còn có Khô Kiếm phái tại nhìn chằm chằm, vậy dĩ nhiên là thêm một người, nhiều một phần lực lượng cho thỏa đáng. Tinh Ẩm Nguyệt chỉ hừ một tiếng. Diệp Thần khoanh tay, nói thần tuyết ra giao cơ, không muốn trầm luân mê thất, liền ở lại đây đi. Theo ta được biết, si tình cổ mong muốn hóa giải, có thể không dễ dàng như vậy. Ngươi làm cổ tử chịu, nhưng cũng trách không được ta, bất quá ngươi chung quy là độc thủ dược thần thê tử, luận bối phận, thậm chí xem như ta sư mẫu, ta sẽ không nhìn xem ngươi trầm luân. Ngươi lưu lại, ta có khả năng thay ngươi hóa giải si tình cổ. Tinh Ẩm Nguyệt chung quy là độc thủ dược thần thê tử, Diệp Thần cũng không muốn nàng mất phương hướng, càng không muốn nàng bị cổ tinh môn lợi dụng, cho nên liền bảo nàng lưu lại. Tinh Ẩm Nguyệt trần chờ một thoáng, chỉ cảm thấy đạo tâm dung chuyển đến lợi hại, xuân tâm dập dờn, sinh ra đủ loại ảo giác, toàn thân sôi trào như lửa đốt, trong đầu tất cả đều là Diệp Thần thân ảnh, này si tình cổ phát tác dâng lên, thật đúng là dục hỏa đốt người khó chịu, nàng cố nén nỗi lòng, cắn răng nói. Hừ. Thôi, ta lưu lại cũng có thể. Nhưng các người phải nhớ kỹ, chúng ta chẳng qua là ngắn ngủi hợp tác, chỉ là vì chiếm lấy Tuyệt Mệnh Thiên Kiếm mà thôi. Một khi Tuyệt Mệnh Thiên Kiếm cướp đến tay, ta lập tức liền triệu hoán Ban Thiên Đế buông xuống. Các người nếu có thể tranh thắng Ban Thiên Đế, thật cướp được Tuyệt Mệnh Thiên Kiếm, cái kia là bản lãnh của các ngươi. Nếu như tranh đấu thất bại, các phu người bị Ban Thiên Đế giết chết, vậy cũng trách không được ta. Cảnh Nguyên vội vàng nói, có khả năng, có thể. Uống Nguyệt Tiên Tử, sự tình phía sau, đằng sau lại nói, chúng ta trước hợp tác nghĩ biện pháp bắt lại Tuyệt Mệnh Thiên Kiếm. Người tới, trước thu xếp tốt Uống Nguyệt Tiên Tử. Luân hồi chi chủ, đợi chút nữa còn xin ngươi ra tay, hóa giải Uống Nguyệt Tiên Tử cổ độc A. Tinh Ẩm Nguyệt như thế trạng thái, liền Cảnh Nguyên đều có thể cảm thấy được nàng xuân tâm dập dờn, khí tức lưu động đến lợi hại, bộ dáng như vậy. Tự nhiên là không thể nào tham dự đoạt kiếm, trước hết hóa giải cổ độc. Diệp Thần nói, ta biết, trước hết để cho nàng chờ xem. Tinh Ẩm Nguyệt hừ một tiếng, rất là tức giận, bất quá cũng không có lại kháng cự, liền tiếp nhận kiếm tộc an bài, trước cùng thú tộc nhân giản xếp lại. Chờ đến Tinh Ẩm Nguyệt đi, Diệp Thần hỏi, Cảnh Nguyên huynh, ngươi liền không sợ Ban Thiên Đế sao? Vừa mới Tinh Ẩm Nguyệt trực tiếp ngả bài, nếu là cướp được Tuyệt Mệnh Thiên Kiếm. Nàng khẳng định sẽ triệu hoán Ban Thiên Đế buông xuống, muốn cùng Ban Thiên Đế tranh đấu, đây không thể nghi ngờ là vô cùng khó giải quyết. Cảnh Nguyên cười nói, nếu có thể cầm tới Tuyệt Mệnh Thiên Kiếm, là có thể khôi phục thiên đấu sát thần, không quan trọng một cái Ban Thiên Đế, lại đáng là gì? Phải biết, năm đó thiên đấu sát thần, có thể là kém chút liền đánh vỡ thế giới, xông đi thế giới bên ngoài cường giả A. Nếu là hắn khôi phục, chỉ sợ một cái hô hấp. Là có thể ép diệt Ban Thiên Đế ngàn vạn lần. Diệp Thần lắc đầu, từ chối cho ý kiến, cũng không đành lòng đả kích Cảnh Nguyên cuồng nhiệt tín ngưỡng. Hắn biết, thiên đấu sát thần gánh vác lấy quá nặng nề nhân quả, coi như thật cầm tới Tuyệt Mệnh Thiên Kiếm, cũng sẽ không nói lập tức liền buông xuống hiện thân, hiện tại còn không phải hắn buông xuống thời điểm. Bất quá, này Tuyệt Mệnh Thiên Kiếm, đích thật là thiên đấu sát thần khôi phục phong mang cùng thực lực nơi mấu chốt, không cho sơ thất. Tuyệt không thể nhường Ban Thiên Đế chiếm đi. Diệp Thần đang đợi trong chốc lát về sau, đoán chừng Tinh Ẩm Nguyệt cảm xúc bình phục một chút, hắn liền gõ vang Tinh Ẩm Nguyệt cửa phòng. Tinh Ẩm Nguyệt ở tại kiếm tộc bộ lạc một chỗ trong phòng khách, nghe được Diệp Thần gõ cửa, liền lạnh lùng nói, vào đi. Diệp Thần đẩy cửa đi vào, chỉ thấy Tinh Ẩm Nguyệt sớm đã cởi xuống áo ngoài, đặt ở trên kệ áo, trên thân chỉ bảo bọc một kiện áo ngắn, mảnh lớn mảnh nhỏ cởi trần mà ra da thịt. Tràn đầy đỏ ửng, lại là nóng lên, khiến cho đến gian phòng khí tức, đều trở nên nóng bỏng nóng rực lên. Hiển nhiên là si tình cổ phát tác, nàng dục hỏa công tâm, nghĩ đến sẽ không quá tốt chịu. Bất quá Tinh Ẩm Nguyệt cũng không hổ là thiên đế, lại trải qua thế giới bị phá vỡ kiếp nạn, đạo tâm 10 điểm bền bỉ, nhìn thấy Diệp Thần tiến đến, nàng còn có thể duy trì trấn định, không có trực tiếp mê thất, nói. Tiểu tử, người có thủ đoạn gì, có thể hóa giải si tình cổ. Tình một chữ này, là nhất khó giải, si tình cổ cổ độc, cũng là quấn tâm vào phổi,
không có thể hóa giải. Ha ha, thật là nghĩ không ra, ta vậy mà làm cổ tử chịu, hôm nay ngươi nếu không thay ta hóa giải cổ độc, ta nhất định sẽ tìm kiếm nghĩ cách giết ngươi. Bằng không ta đối si tình ngươi, chẳng phải là thiên đại hỏng bét. Diệp Thần gặp nàng nói chuyện bá đạo như vậy, cũng không thèm để ý, dù sao nàng tính tình chính là như vậy, cùng với nàng tranh luận, ngược lại lãng phí chính mình tinh thần. Đây là đạo thiên sơn hà lô, người đi vào bên trong, nấu luyện hai canh giờ, không sai biệt lắm là có thể hóa giải si tình cổ. Diệp Thần cũng lười nói nhảm cái gì, trực tiếp tế ra đạo thiên sơn hà lô, cong ngón búng ra, bắn ra một luồng chu tước thần hỏa. Đăng! Chu tước thần hỏa rơi vào trong lò, lập tức bộc phát ra cuồn cuộn liệt diễm, tràn ngập đầy toàn bộ lòng lò. Đạo thiên sơn hà lô vốn chính là cực kỳ cường đại dung luyện hỏa lô, có thể dung luyện hết thảy. Lại thêm Diệp Thần chu tước thần hỏa phần thiên chi năng, đủ để đem tinh ẩm nguyệt si tình cổ độc triệt để bốc hơi đi. Người bảo bối cũng thật nhiều. Tinh ẩm nguyệt nhìn thấy cái kia đạo thiên sơn hà lô, con mắt cũng lập tức sáng lên, có thể cảm nhận được pháp bảo này lợi hại, thậm chí nói đúng ra, đây không phải pháp bảo, mà là vĩ đại kỳ quan, ngày xưa đạo thiên đế sáng tạo vĩ đại kỳ quan. Chính mình vấn đề, tự mình giải quyết đi. Diệp Thần không có nhiều nói quá nhiều. Lưu lại đạo thiên sơn hà lô về sau, liền muốn quay người ra ngoài. Tinh ẩm nguyệt kêu lên, uy, ngươi dừng lại. Diệp Thần nói, làm sao? Tinh ẩm nguyệt hừ một tiếng, nói, ngươi cứ đi như thế, một phần vạn này lò xảy ra vấn đề gì, cái kia nhưng làm sao bây giờ? Ngươi có thể được lưu lại thay ta nhìn. Diệp Thần tức giận nói, được, ta nhìn là được. Liền kéo một cái ghế, tại đạo thiên sơn hà lô bên cạnh ngồi xuống. Tinh ẩm nguyệt cũng không nói chuyện, trực tiếp chút bỏ chính mình còn sót lại quần áo, lộ ra như dương chi bạch ngọc thân thể, tiến vào đạo thiên sơn hà lô bên trong. Mặc dù ngay trước mặt Diệp Thần, nàng cũng không có cố kỵ cái gì, si tình cổ phát tác phía dưới, nàng thậm chí có chủ động tại Diệp Thần trước mặt bại lộ thân thể suy nghĩ, càng bại lộ càng hưng phấn, phải vô cùng chật vật áp chế ý nghĩ của mình, mới không tới mức điên cuồng. Diệp Thần hờ hững nghiêng đầu đi, cũng không có nhìn nhiều. Tiến vào đạo thiên sơn hà lô về sau, tinh ẩm nguyệt tại chu tước thần hỏa đốt cháy dưới, phát ra một tiếng ngâm khẽ, có chút thống khổ. Nghĩ hóa giải si tình cổ, quá trình tự nhiên tránh không được gian khổ. Tinh ẩm nguyệt chỉ cảm thấy cái kia từng sợi chu tước thần hỏa, hỗn hợp có đạo thiên sơn hà lô dung luyện lực lượng, không ngừng xâm nhập nàng da thịt bên trong, cũng xuyên thấu qua kinh mạch, chảy vào tim phổi, đem si tình cổ cổ độc, không ngừng bốc hơi hóa giải. Cái kia chu tước thần hỏa nóng rực, nàng cũng thấy một tia kiêng kỵ, sờ lên trên cổ mặt dây chuyền mảnh vỡ, chỉ thấy cái kia mặt dây chuyền liền toát ra trận trận huyết quang, tại nàng chung quanh thân thể hình thành từng đạo tinh mịn kiếm khí, này chút kiếm khí lại xây dựng thành trận, mơ hồ hình thành một cái trận pháp bảo vệ được nàng, đại đại giảm bớt chu tước thần hỏa nhiệt độ cao tra tấn. Cái kia mặt dây chuyền hiện ra bất quy tắc mảnh vỡ hình dạng, màu sắc hắc ám, treo ở nàng trắng sáng như tuyết trên cổ. Lộ ra vô cùng chói mắt. Đây là cái gì? Diệp Thần thấy cái kia mặt dây chuyền mảnh vỡ, thế mà mơ hồ cùng phương xa tuyệt mệnh thiên kiếm cộng minh, cũng là có chút điểm tò mò. Tinh ẩm nguyệt thản nhiên nói, là tuyệt mệnh hộp kiếm mảnh vỡ, ta có thể cảnh cáo ngươi, đừng có ý đồ xấu gì, bằng không ta giết ngươi. Diệp Thần trong lòng hơi động, hỏi tuyệt mệnh hộp kiếm mảnh vỡ. Này tuyệt mệnh thiên kiếm, còn có hộp kiếm. Tinh ẩm nguyệt suy nghĩ một chút. Cuối cùng gật đầu nói, đúng vậy, nói cho ngươi cũng không sao, dù sao đợi chút nữa đoạt kiếm, còn muốn ngươi tiểu tử hỗ trợ ra một phần lực. Tuyệt mệnh thiên kiếm phong mang cực thịnh, năm đó thiên đấu sát thần, đặc biệt chế tạo một cái hộp kiếm, miễn cho ngộ thương người bên cạnh. Bất quá thiên đấu sát thần rèn đúc tay nghề, khẳng định là không thể cùng thiên tổ so sánh, thiên tổ chế tạo tuyệt mệnh thiên kiếm, trải qua vạn cổ di tân, sát phạt phong mang thậm chí thắng qua dĩ vãng. Nhưng thiên đấu sát thần chế tạo hộp kiếm, lại tại rất nhiều trong chiến đấu vỡ vụn, chỉ còn lại có một mảnh vụn, bị thú tộc đoạt được, bây giờ là ta tới chấp trưởng. Diệp Thần nói, thì ra là thế, ngươi tạo hóa không cạn a, còn có thể nắm trong tay này hộp kiếm mảnh vỡ. Tinh ẩm nguyệt cười ha ha, nói, đó là ban thiên đế vạn cổ trước bố cục, năm đó khô kiếm phái, kiếm tộc bộ lạc, thú tộc tam đại thế lực, vì cướp đoạt này hộp kiếm mảnh vỡ, đánh cho đầu rơi máu chảy. Bất quá cuối cùng vẫn là ban thiên đế hơn một chút, lấy được này mảnh vỡ. Bất quá, hắn không tiện lắm buông xuống nơi này, cho nên liền ủy thác ta chấp trưởng hộp kiếm mảnh vỡ,
thống ngự thú tộc, giúp hắn chiếm lấy tuyệt mệnh thiên kiếm. Diệp thần cười nói, nguyên lai ban thiên đế không tiện buông xuống sao. Ngươi còn nói cầm tới tuyệt mệnh thiên kiếm về sau, liền lập tức muốn triệu hoán hắn xuống tới. Tinh ẩm nguyệt trợn trắng mắt, nói, hắn không buông xuống, là kiêng kỵ kiếm bác giới đủ loại ẩn giấu sát trận, nhưng nếu như xác định có thể cầm tới tuyệt mệnh thiên kiếm, cường hãn hơn nữa trận pháp, cũng có thể một kiếm phá chi. Diệp thần cười nói, được a, vậy liền nhìn một chút này tuyệt mệnh thiên kiếm, cuối cùng sẽ rơi vào trong tay ai. Diệp thần rất rõ ràng, nghĩ chân chính chấp trưởng tuyệt mệnh thiên kiếm, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, ban thiên đế, khô kiếm si, đều tại nhìn chằm chằm, nhưng bất kể như thế nào, trước đem thanh kiếm kia đoạt tới lại nói. Dựa theo cảnh nguyên lời giải thích, tuyệt mệnh thiên kiếm có kiếm linh, tên huyết phú quân, có được bản thân ý thức, không đồng ý bất luận cái gì người. Thậm chí liền thiên đấu sát thần đều không đồng ý, chỉ nhận có thể thiên tổ. Cái kia kiếm linh huyết phú quân, muốn mang lấy tuyệt mệnh thiên kiếm rời đi kiếm bác giới, đi tìm thiên tổ, cái này thật sự là không có khả năng sự tình, thiên tổ hành tung phiêu hốt, chư thiên không người biết được tung tích của hắn. Nếu như tuyệt mệnh thiên kiếm bay mất, vậy nhưng cực kỳ không ổn, cho nên cảnh nguyên cùng tinh ẩm nguyệt, mới có hợp lại đoạt kiếm suy nghĩ, mặc dù mạo hiểm cũng nhất định phải hành động. Bằng không đợi huyết phú quân mang đi tuyệt mệnh thiên kiếm, vậy thì cái gì đã trễ rồi. Diệp thần tự nhiên cũng không thể trơ mắt nhìn xem tuyệt mệnh thiên kiếm bay đi, thanh kiếm này, nhất định phải cướp đến tay. Chờ hai canh giờ, tinh ẩm nguyệt theo đạo thiên sơn hà lô bên trong ra tới, chậm rãi mặc quần áo vào. Diệp thần hỏi, như thế nào, si tình cổ độc đều loại trừ sao? Tinh ẩm nguyệt gương mặt đỏ lên, cắn răng, lại hừ một tiếng, nói, không sai biệt lắm. Ngươi yên tâm, trong lòng ta ngoại trừ nữ nhi của ta bên ngoài, liền không có người khác vị trí. Nàng mặc dù đáp ứng cổ tinh môn, sẽ gả cho Hiên Viên Vương, nhưng nội tâm đối Hiên Viên Vương, tự nhiên không có nửa điểm tình cảm, chẳng qua là báo đáp nhân quả thôi. Nàng trúng Diệp Thần si tình cổ, theo lý mà nói, trong nội tâm nàng là có Diệp Thần, đi qua đạo Thiên Sơn Hà Lô cùng Chu Tước Thần Hỏa nấu luyện, nàng cổ độc nếu có thể loại trừ, trong lòng tự nhiên là không có Diệp Thần vị trí. Nhưng lòng người uyên áo, Diệp Thần cũng không biết tinh ẩm nguyệt ý nghĩ trong lòng, chỉ mong nàng thật hoàn toàn xóa đi cổ độc mới tốt. Diệp Thần nói ra, cổ độc nếu là còn không có loại trừ sạch sẽ, đằng sau ta lại. Tinh ẩm nguyệt đưa tay cắt ngang hắn nói chuyện, nói, không cần, đã tiêu trừ sạch sẽ, đi thôi, không sai biệt lắm nên xuất phát, chúng ta tại đây bên trong thương lượng mưu đoạt tuyệt mệnh thiên kiếm, thiên cơ rất có thể đã bại lộ, khô kiếm phái cùng huyết phú quân nếu là có phòng bị. Vậy cũng không dễ làm. Nàng sau khi mặc quần áo vào, chính là lạc lạc hào phóng đi ra khỏi cửa phòng đi. Diệp thần thu hồi đạo Thiên Sơn Hà Lô, cũng đi theo ra, cảnh nguyên cùng rất nhiều kiếm tộc, thú tộc các cường giả, đã sớm tại bên ngoài cách đó không xa chờ, nhìn thấy hai người ra tới, mọi người liền vội vàng tiến lên. Cảnh nguyên nhìn thấy tinh ẩm nguyệt khí tức đã khôi phục bình thường, lập tức mừng rỡ, nói uống nguyệt tiên tử, người không sao. Tinh ẩm nguyệt thản nhiên nói, đi thôi, chúng ta trực tiếp đi thiên kiếm lĩnh vực bên kia, phải tốc chiến tốc thắng. Các ngươi nghĩ biện pháp điệu hổ ly sơn, đem kiếm linh huyết phú quân dẫn dắt rời đi, ta lại dùng hộp kiếm thu lấy thiên kiếm, sau khi chuyện thành công, liền hồi trở lại nơi này hội hợp. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 556.